Được rồi, bắt đầu ghi rồi. Rồi nha, thầy bắt đầu nha. Thế thì tài liệu thầy cũng gửi cho các em nhận được chưa? Thầy gửi hai thầy nói qua về giáo trình cái môn này nhé. Giáo trình môn này thì lúc cũng như cái hồi thầy dạy môn automat ấy, thầy cũng phải đi tìm giáo trình. Thế quan điểm là chúng ta thấy sẽ xem những giáo trình của trường lớn, bách khoa hay là đại học quốc gia của những cái trường lớn là giáo trình người ta viết là hay rồi. Thế thì mình sẽ tận dụng cái đó, thì đỡ phải viết và mình cứ học với giáo trình của những cái trường top đầu để xem nó thế nào. Thế thì hồi học automat thì thầy cũng tìm cho các em cái giáo trình của đại học bách khoa đấy. Đấy, thì thấy tất nhiên đại học quốc gia cũng có nhưng mà thấy cái cuốn đấy nó hay hơn. Thì đến cái môn này thì thầy cũng đang tìm giáo trình ý, thì bách khoa là chỉ không thấy bản in thôi, chỉ thấy tìm được cái bản slide thôi. Đấy, còn bên đại học quốc gia thì thầy tìm được cái cuốn mà thầy gửi cho các em đấy, cái cuốn của để thầy bật nó lên các em xem nha. Thầy sẽ chia sẻ cả màn hình nhé, chia sẻ màn hình không nhìn thấy cửa sổ chat đâu, thì có cái gì các em bật mic lên các em nói. Thế thầy gửi cho em cả hai bản, một bản thì photo thành hai cột. Thế một bản thì thực ra là hồi đấy thư viện mình thì thầy bảo giới thiệu thư viện mình sang bên Đại học Quốc gia mua để cho các em tham khảo. Nhưng mà thư viện sang bên đấy thì lại không mua được, cái là thư viện lại mượn bản đẳng gốc của thầy này đi photo quét này, quét theo in ra đấy. Thì thực ra thế này thì cũng cũng sợ vi phạm bản quyền nhưng mà học viện họ cũng thường xuyên làm, thì họ bảo thôi in ra nhưng mà đi hoành nội bộ thì chắc cũng không sao. Khi in ra thì thầy cũng xin lại cái bản, thì bản đấy cũng chỉ là một cột đây, đây giáo trình này trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội của tác giả Phạm Hồng Nguyên. Đấy, cuốn này là in năm cái bản lần thứ hai là in năm 2009. Thế nhưng mà có cái này thì một cột như thế đấy, photo nhiều chỗ không rõ bằng cái bản thể photo. Và thứ hai là ngay cái trang đầu là thiếu nha, đây đây mà cho em xem đây, nơi đầu đây em đọc là thấy thấy mình đây đây thiếu mất trang ba cái nha, đây chỉ có trang bốn đấy, thiếu trang ba. Thế rồi thì gửi cho em cả hai bản bản chụp, một bản là một cột do học viện chụp với một bản hai cột là thầy chụp. Đấy thì thầy nhân tiện thầy nói luôn về cái bố cục cái cuốn này. Thì cuốn này người ta sẽ tổ chức thành hai phần, phần lý thuyết và phần thực hành, mỗi phần có 10 chương. Đấy, tóm lại là tương ứng nhau. Ví dụ có cái chương 3 là phân tích từ vựng này, thì đây là phần lý thuyết này, sau lại có chương 3 là thực hành. Và cái này họ viết trong 60 tiết, trong khi chúng ta chỉ học trong 45 tiết thôi. Thế do vậy là thôi thì chúng ta chỉ học những cái chương chính thôi. Đấy, và tôi cũng đã xác định là cái Đại học Quốc gia thì họ học cái cường độ rất là lớn. Thế do vậy là chúng ta lại vừa cường độ thấp hơn này vừa vừa số tiết đi hơn nên là không thể thể học hết các chương được. Thế thì thầy chỉ giới thiệu với em những cái chương chính thôi, sau trên cơ sở đó thì chúng ta đam mê thì vẫn có thể để đọc tiếp được các chương khác. Thế và dạy thì À, thầy chưa show màn hình thầy ạ.
Chưa sâu à? Vâng, nãy giờ Thế em thấy đen xì luôn ạ. không nhìn thấy màn hình à? Vâng. Thì lại thì xem nha. Em nhìn thấy chưa? Nhìn thấy màn hình chưa em? Nhìn thấy rồi đúng không? Chưa thấy ạ. Thế sao có em nào bảo rồi đây? Thấy xe cả màn hình rồi đấy. Em nào có bảo cậu thầy cái? Em nào có bảo thấy chưa? Không thấy gì rồi, chưa thấy đây ạ. Thì lại để xem đây thấy chưa Kem? thấy được rồi ạ. Thấy rồi à? Nó này tức là cả màn hình thì nó có không chấp nhận chia sẻ màn hình Chrome thế này, này được. Được rồi đúng không Kem? Đấy thì đây cuốn đây đây. Đây nha, đây thầy bạn đây, giáo trình đây của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đây. Về công nghệ thông tin thì Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội thì là một trong trường đầu bảng của cả nước đấy, một khoa công nghệ thông tin của họ đã có gần đến 100 giảng viên rồi, rất là mạnh. Nên là họ biết giáo trình thì chúng ta tin tưởng là hay rồi. Tất nhiên đọc giáo trình này thì cũng có một số lỗi, thì đến đâu thầy sẽ chỉ ra cho các em. Đấy thì thầy nói luôn nhé, đây phần lý thuyết này. Lý thuyết chương 1, hôm nay chúng ta chỉ học chương 1 thôi. Một buổi chúng ta giải quyết được chương 1 cũng là tốt rồi. Và đúng là chỉ giải quyết được khi chúng ta đã có giáo trình, chúng ta chiếu đến này thôi. Chứ còn không biết câu chữ ấy, thì có một chương này, có một 12 buổi cũng không xong được. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hết chương 1. Chương 1 thì giới thiệu chung về cái môn học chương trình dịch. Thế lời nói đầu thì người ta cũng nói tại sao phải học cái môn này rồi. Thế thì em chỉ nói qua thôi, ví dụ các em thấy mình đọc chính C chẳng hạn đúng không, thì sai cái thì thấy lại báo lỗi được, dòng dòng mắc lỗi gì đúng không? Nếu chưa hiểu chúng ta cũng thấy có cái gì đấy họ rất là tài đúng không? Thế thì trong khi chưa chúng ta chưa thấy có cơ sở nào chúng ta lại hiểu được vấn đề đó. Thế cái môn này là cái cơ sở chúng ta hiểu được điều đó, tại sao lại bóc lỗi được như thế. Thì từ hiểu được cái đó thì cái kỹ năng lập trình chúng ta cũng tốt lên, hiểu cái bản chất của ngôn ngữ lập trình nó như thế nào, bản chất của chương trình dịch như thế nào. So với cái nền tảng đó thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ ra ngôn ngữ mới, ví dụ có ngôn ngữ C rồi chúng ta nghĩ ra ngôn ngữ mới, chúng ta đọc tên là D chẳng hạn, để sao thử viết chương trình dịch, sao thử đưa lên mạng xem có ai dùng không chẳng hạn, được không?
Tất nhiên cái viễn cảnh đấy thì nó cũng hơi xa vời quá. Thế nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa khi nhất là các em học về đúng ấy, đúng thì chúng ta có những cái vi mạch, mỗi cái vi mạch mà muốn tối ưu thì nó phải chúng ta viết cái tập lệnh cho nó, đúng không? Cái tập lệnh riêng cho nó, thì viết chương trình dịch cho nó để cho nó tối ưu. Đấy. Thế thì học cái môn này nó sẽ là hữu ích để chúng ta hiểu sâu sắc nhiều vấn đề. Thế thì đấy thầy sơ qua thế thôi. Thế còn đọc cái chương một thì các em thấy là cái mục 5 đấy, ở mục 5 thì nó lại dành hẳn một mục, mục 4 đấy. Đây chính là cái bản học viện chụp đơn giản là đấy các em thấy mục là nó cũng bị mờ này. Mục 1 là giới thiệu này, mục 2 là chương trình dịch này. Mục 3 phát triển dự án chương trình dịch thì đây chỉ còn 2 đây, mục 4 đây, chỗ mục còn lỗi đây. Thì em thấy tận cuối cùng người ta bị có một cái mục là vì sao chúng ta cần học chương trình dịch. Thì đến trong nữa thì sâu cái mục đấy ra thì chúng ta sẽ người ta sẽ giải thích cặn kẽ tại sao chúng ta phải học cái môn này. Thế còn lý do tóm tắt thì thầy vừa nói cho các em rồi. Đấy thì điểm qua các em xem nhé. Chương 1 mở đầu này, chương 2 là giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ hình thức này, chương 3 là nói về phân tích từ vựng, chương 4 phân tích cú pháp này, chương 5 là các phương pháp phân tích hiệu quả này. Đấy như thầy chưa nói qua là cái chúng ta cũng có cái phương pháp phân tích giải thuật CK đấy, giải thuật CK thì chính là các phương pháp phân tích cú pháp đấy. Thế đến đây các em thấy nó sẽ có nhiều cái phương pháp phân tích khác nữa. Điều khiển giữa cú pháp này, phân tích ngữ nghĩa này, bảng ký hiệu này, sinh mã trung gian, sinh mã đích này. Đấy, đấy là phần lý thuyết đấy, đấy phần thực hành đây là vấn đề này. Thực hành chứ là chúng ta phải thiết kế một chương trình dịch thật, thì muốn chưa có chương trình thì chúng ta phải có ngôn ngữ nguồn, nhưng mà ý là nếu mà chúng ta dịch thật sang cái máy thật ý, sang cái máy thật thì các em thấy cái cấu hình của máy thật nó quá phức tạp. Nếu mà chúng ta dịch ra ngôn ngữ của máy thật thì nó quá khủng khiếp, chúng ta cảm tưởng không kham nổi. Thế nhưng người ta phải nghĩ ra một cái máy ảo, cái máy ảo nó nhỏ gọn thôi, để dịch dịch cho nó ý nó như vậy. Do vậy chương 2 sẽ giới thiệu về ngôn ngữ nguồn và máy tính ảo, chúng ta dịch cho cái máy đó. Máy đó nó nhỏ gọn nhưng nó cũng cũng không quá đơn giản. Đấy là đủ để chúng ta thực hành những cái nội dung chính của chương trình dịch. Sau khi có ngôn ngữ nguồn thì có máy ảo thì bắt đầu chúng ta chạy từng phần một để xem phân tích từ vựng là thế nào, phân tích cú pháp là thế nào, bảng ký hiệu là nào. Để chỗ này chúng ta sẽ thấy là nó đi song song với cái lý thuyết, mỗi chương lý thuyết có một cái chương đây. Đấy cho vậy em thấy quyển này người ta viết rất là công phu, 60 tiết mà viết đến 403 trang. Bây giờ thầy bật cái bản thầy chụp nha, bản thầy chụp là 2 cột đây. Đấy, các em nhìn thấy không? Đây, thầy chụp 2 cột đây. Để các em thấy thì nó nét hơn, đúng không? Nó nét hơn cái bản kia. Ở 2 cột thì có giờ là khi xem thì mình cứ muốn to thì nó chỉ nhìn được một trang thôi, hôm nay cứ phải dê sang cho nó kia. Thế còn nhìn thế nào, nhìn hết được 2 trang này rồi. Đấy, view đọc nói đâu các em thấy nha, chương trình dịch này là một trong các công cụ chính của lập trình này, trong máy tính. Một khi bạn đã đi sâu vào lập trình thì cần tìm hiểu sâu về nguyên lý của các của cái công cụ này. Thì chúng ta học là công nghệ thông tin rồi, chúng ta phải đi sâu và viên lập trình thì chúng ta phải tìm hiểu công cụ này. Các kiến thức về chương trình dịch không những giúp cho người lập trình sử dụng được chương trình dịch tốt hơn, đấy, chúng ta thường xuyên phải phải sử dụng, mà ví dụ C chúng ta phải sử dụng nó đấy, giúp cho người sử dụng chương trình tốt hơn này, hiểu biết sâu sắc hơn về các ngôn ngữ lập trình để giúp ra các quyết định lựa chọn đúng đắn, không những về các kiến thức này mà còn giúp chúng ta trong việc xử lý nhiều cái việc khác nữa, như xây dựng các chương trình dựa trên các thành phần của chương trình dịch automat này, chủ ngôn ngữ tự nhiên này. Đấy thì cái lời giới thiệu nó cũng nói qua về ý nghĩa của môn này.
Đấy thì giờ chúng ta vào môn chính nhá. Thì cái cách học là cũng trên tinh thần là thầy sẽ giới thiệu giáo trình thôi. Thì chỗ nào khúc mắc thì các em hỏi. Và sau đó là đi vào làm bài tập và viết code. Để phần này chúng ta phải viết code. Viết code là chạy được thật là nói đấy. Và chúng ta lại code bằng C. Cái này cũng là gì để chúng ta này sau chút này ngôn ngữ C. Thế thì ban đầu mang tính lý thuyết thì thấy câu chữ ở đây người ta viết cũng rất sâu suốt, rất hay rồi. Để thầy sẽ chụp vào slide thôi để các em tập cho nó tập trung thôi. Để những cái đoạn chính nào thì chụp vào slide để chiếu lên cho các em xem. Thế thì sẽ vào slide nhé. À, vào slide thôi, chúng ta lại vào team đi, đúng không? Team để cho nó có cửa sổ chat. Để thầy tải lên để các em nhìn thấy không? Có cửa sổ chat rồi nha. Bây giờ có vấn đề thì các em cứ thông qua cửa sổ chat cho nhanh. Rồi nha thầy, bắt đầu nha, chương 1 mở đầu này. Chương này chúng ta sẽ có 4 nội dung để giới thiệu về môn học chương trình dịch này. Thứ hai là chương trình dịch, xem nó là cái gì này. Thứ ba là phát triển dự án chương trình dịch. Và thứ tư là vì sao chúng ta cần phải học môn này. Đấy, như thầy cũng vừa nói qua rồi đấy. Thế chúng ta thấy là trước đây con người thường ra lệnh cho máy móc của họ làm, mà ra diện cho máy móc bằng các nút bấm đấy. Cái thời xưa là máy móc chúng ta thấy toàn các nút bấm, nút gạt để công tắc này, để ra lệnh bằng các nút đó. Nhưng mà ngày nay thì cái việc cung cấp dữ liệu và điều khiển máy tính thì nó rất là đa dạng và phức tạp, đến nỗi là mỗi chúng ta buộc phải nói chuyện trao đổi với máy bằng ngôn ngữ nào đấy đó. Chứ còn những cái nút gạt, nút bấm, công tắc thì nó nghèo nàn quá đó. Nó không đủ để chúng ta sai khiến những cái việc nó phức tạp. Thì chúng ta phải giao tiếp bằng ngôn ngữ thôi. Thì mới đủ để chúng ta ra lệnh và truyền tải hết những cái thông tin, những cái mong muốn máy thực hiện. Thế thì cái ngôn ngữ mà chúng ta ra lệnh cho máy, chúng ta phải hiểu ngôn ngữ máy đó. Thì cái này thì học cái môn tin học đại cương thì chắc các thầy nói qua rồi. Máy thì bản thân ngôn ngữ máy tính thì nó lại quá phức tạp, nó như chỉ là toàn không và một thôi đối với con người. Thế nhưng mà ngôn ngữ của con người ấy, hay thường gọi là ngôn ngữ tự nhiên ấy, thì nó lại có cái dở là nó lại dài dòng và lại đầy những cái chi tiết mập mờ. Đấy, như hồi học với Automat thì thầy vẫn nói là có ngôn ngữ gọi là nhập nhằng đấy, đúng không? Nhập nhằng là có một sâu mà lại có hai cách phân tích khác nhau, hay là có hai cây khác nhau. Thì
đấy là nhập nhằng mập mờ. Thế thì ngôn ngữ tự nhiên ở đây những cái chi tiết mập mờ như thế, đúng không? À, tất nhiên như thầy nói ra cái với ngôn ngữ tự nhiên thì mập mờ nhiều khi là cái hay, đúng không? Nó diễn tả những cái cung bậc cảm xúc đa chiều. Thế nhưng mà với lập trình như thế thì lại rất là nguy hiểm. Do vậy nó lại quá sức với khả năng của máy tính hiện nay, đúng không? Thế còn tất nhiên hiện nay thôi, còn trong tương lai xa ấy, thì người và máy người ta này sẽ tiến đến khả năng đối thoại trực tiếp và ngôn ngữ con người rồi. Đấy thì cái tương lai xa đó thì thầy nghĩ chính là đặt trách nhiệm cho game đấy, gọi sau này chúng ta sẽ có phát triển trí tuệ con nhân tạo, chúng ta xử lý con ngữ tự nhiên. Đạt đến cái lúc đó thì gần như không phải viết code rồi, đúng không? Chúng ta cứ nói máy thế nào là máy nó làm luôn, không phải thông qua code C nữa rồi, đúng không? Code gì cả. Thế tất nhiên cái code thì code lưu ý chẳng qua là lại là người viết ra cái chương trình như thế, đúng không? Cái người có thể viết ra chương trình để cho những người thông thường tương tác với máy tính bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần bằng ngôn ngữ C nữa. Để các biểu tức là nó hai mức nhé. Tức là ví dụ ở mức bây giờ ấy thì muốn giao tiếp với máy chúng ta buộc phải học ngôn ngữ, buộc phải học ngôn ngữ nó bỏ chúng ta giao tiếp. Đấy. Thế còn trong một cái bước xa nữa ấy, thì người ta muốn là gì? Làm sao cho cái người bình thường giao tiếp với máy là không phải học ngôn ngữ nữa. Đấy, chỉ có nói chuyện trực tiếp thôi. Ví dụ giải cho tôi phương trình bậc hai như thế này. Máy nó bảo A là gì, B là gì, C là gì, đọc đúng A bằng 5, B bằng 6, C bằng 7 chẳng hạn. Để nó phải ra ngay kết quả. Đấy, người ta không còn lập trình nữa. Nhưng mà giờ rõ ràng lúc đấy chúng ta thấy là thế thì ai chịu trách nhiệm vì lập trình cho cái chương trình như thế, thì rõ ràng là chúng ta, đúng không? Những học công nghệ thông tin là phải chịu trách nhiệm là lập ra cái chương trình hay như thế để cho những cái người bình thường thì người ta cũng có thể giao tiếp được với máy tính. Đấy, thì là có những cái mức như thế. Đấy thì đấy là cái trong tương lai xa để chúng ta sẽ, và có xa bao nhiêu thì là do chúng ta quyết định, đúng không? Mỗi thế hệ chúng ta quyết định. Để chúng ta quyết định và nỗ lực, chúng ta nỗ lực nhanh thì nó sẽ sớm thành hiện thực. Ví dụ thầy thấy là ở Việt Nam cũng có nhóm xử lý tiếng Việt rất là tốt rồi đấy. Ví dụ Quốc hội bây giờ các đại biểu Quốc hội cứ phát biểu như thế thì em thấy nếu mà cứ bảo thư ký ghi ra thì mất thời gian lắm. Nhiều khi ghi lại về vừa mất thời gian lại vừa không chính xác. Thế thì đã có những cái phần mềm nhận dạng giọng nói tiếng Việt là nó chính xác đến 95% rồi, đúng không? Tức là cứ bật băng lên là nó sẽ dịch ra thành bản text luôn. Đấy, thì đến giờ người ta cũng đã, Việt Nam đã có cái nhóm người ta nghiên cứu rất sâu về ngôn ngữ tiếng Việt rồi, có ứng dụng trong họp Quốc hội rồi. Đấy, thì đây vẫn là mang tính một chiều, đúng không? Còn chưa giao tiếp được, đúng không? Nên là cứ từng bước một, thì ý là như vậy. Trong tương lai xa thì người và máy người ta sẽ có khả năng đối thoại nhau bằng ngôn ngữ của con người, đúng không? Còn hiện nay con người buộc phải sáng tác ra các ngôn ngữ trung gian này, thì nó mang tính đơn giản và phải đảm bảo là chặt chẽ rõ ràng, đúng không? Không chặt chẽ rõ ràng thì rất nguy hiểm. Rõ chặt chẽ ra hơn nhiều với ngôn ngữ tự nhiên để dùng để đối thoại với máy tính thì đó chính là các ngôn ngữ lập trình, đúng không? Còn gọi là ngôn ngữ nhân tạo, tức là do chúng ta tạo ra. Các ngôn ngữ này thì rõ ràng là tương đối dễ học, đúng không? Vì chúng phỏng theo các ngôn ngữ tự nhiên, thường là phỏng theo tiếng Anh và phỏng theo cái công thức toán học như thầy cũng đã nói qua ấy. Thì tiêu chí của một ngôn ngữ lập trình bậc cao, tức là nó phải đạt được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tương tự ngôn ngữ tự nhiên, đúng không? Cũng như if, for, while đấy, đúng không? Và nó gần với các công thức toán học, đúng không? Cần viết A bằng B cộng C là viết đúng như thế luôn, không phải thông qua người khác. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất là những cái ngôn ngữ tự nhiên này, cái ngôn ngữ lập trình ấy thì nó phải được chuyển tự động sang ngôn ngữ máy, đúng không? Vì bản chất máy nó hiểu ngôn ngữ máy thôi. Mình học ngôn ngữ máy thì khó quá, thì học qua cái ngôn ngữ nhân tạo C chẳng hạn. Thế nhưng mà thế phải có người dịch cho mình, đúng không? Cho mình. Thế thì cái người dịch đó chính là cái chương trình dịch để chúng ta viết đấy, đúng không? Phải có người phân dịch. Người phân dịch đây chính là chương trình dịch. Cũng thực ra là cũng do chúng ta viết ra, đúng không? Dịch xong thì
viết xong thì nó sẽ dịch tất cả các chương trình ra ra một người máy để chương trình này chế được gọi là compiler đấy. Thế cái môn học chương trình dịch của chúng ta thì nghiên cứu hai vấn đề chính. Thứ nhất là lý thuyết thiết kế các ngôn ngữ lập trình. Nó sẽ khác chính là chúng ta nghiên cứu cách tạo ra một ngôn ngữ nhân tạo để giúp cho người lập trình có thể đối thoại với máy tính và có thể dịch tự động được. Thế như thầy cũng nói qua vừa rồi là lúc học ngôn ngữ automat rồi. Để chúng ta thấy học C thì rất là khó, đúng không? Thì chúng ta cũng từ đó chúng ta thấy là chứng tỏ là cái người nghĩ ra ngôn ngữ C thì người ta lại rất là giỏi. Thì chúng ta cũng đặt câu hỏi cơ chế nào, nguyên tắc nào người ta lại nghĩ ra được cái ngôn ngữ như vậy. Thế cái môn học này nó sẽ giải đáp những câu hỏi đó. Thế chính là mình nói dịch tắt đấy, nghiên cứu cách tạo ra ngôn ngữ nhân tạo giúp người lập trình có thể đối thoại với máy tính và có thể dịch tự động được. À, thứ hai là cách viết chương trình, chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình này sang ngôn ngữ lập trình khác. Đây chính là viết chương trình dịch đấy, để nghiên cứu hai vấn đề đó. Thế thì sau này thì các em thấy là thực ra lý thuyết để tạo ra ngôn ngữ lập trình thì chính là môn automat ấy, thì lại học rồi. Chương 1 như là chương 2 sẽ điểm qua đây, sẽ điểm qua lại, chúng ta lại học rồi. Thế như vậy là sẽ nhàn đi. Như vậy thực ra cái môn này chúng ta tập trung vào cái vấn đề thứ hai, chính là cách viết chương trình dịch đấy, để chuyển đổi từ một ngôn ngữ lập trình này sang ngôn ngữ lập trình khác. Thế thì kiến thức về chương trình dịch ý, nó gắn chặt với đấy, chính là người ta lại nói này, nó gắn chặt với kiến thức về ngôn ngữ và phân tích ngôn ngữ cũng như các kiến thức tổng khác về máy tính. Đến ngày nay các ứng dụng của chương trình dịch thì của dịch thuật hay chương trình ý, thì rất là đa dạng phong phú, ta có thể bắt gặp ở khắp nơi. Từ các chương trình đơn thuần như TurboScan, TurboScan em nào học ở cấp 3 là có đấy. MSC này, Visual C cộng cộng này, GCC, Java C này, Visual Basic này. Cho đến các bộ chuyển đổi văn bản, các bộ chuyển đổi văn bản thì cũng được xem là chương trình dịch kém nha. Ví dụ chúng ta soạn file .doc của Word chẳng hạn, chúng ta chuyển sang DBS đấy, chẳng qua đây cũng là cũng được xem là chương trình dịch để chuyển đổi văn bản. Hoặc là một thành phần quan trọng, cái này nó là một những cái đó được xem là những cái thành phần quan trọng của những cái phần mềm hiện đại như những cái chỉnh sửa văn bản, chỉnh sửa web, các ngôn ngữ lập trình mới. Chương trình dịch và cái phần mềm liên quan ý, thì xuất hiện ngày càng nhiều và mau, tức là nhanh. Chúng ta thấy quá nhiều cái chương trình kiểu như vậy, chuyển đổi cái nọ sang cái kia. Thế thì đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ về lý thuyết, vẫn thực hành để chương trình dịch thì chúng ta mới có thể làm chủ, mới hiểu được những cái vấn đề đó. Hiện nay các kiến thức về chương trình dịch đã được nghiên cứu có thể nói là tường tận rồi. Để thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới không quá phức tạp và xây dựng một chương trình hoàn chỉnh cho ngôn ngữ này thì người ta có đây người ta khẳng định là một sinh viên có thể chỉ cần bỏ ra một vài tháng thôi. Thế thôi, sau này em cảm thấy các em theo cái hướng lập trình đúng ấy, chúng ta cần nghĩ ra những cái ngôn ngữ cho riêng cái con chip để cho nó hoạt động hiệu quả và viết chương trình cho nó thì các em cũng có thể tự tin là nó không mất quá nhiều thời gian. Thì những cái bộ lệnh của những cái chip chip chuyên dụng thì nó sẽ không phức tạp, không phức tạp như cái máy tính. Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đưa ra những cái câu lệnh nó hợp lý nhất đó, cho chúng ta viết chương trình cho nó. Từ các trừ các trường hợp đặc biệt thì một chương trình có thể xem là bảng mô tả một quá trình hay là một thuật toán dùng để chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra đã được xử lý. Thế cái hình này thì các em thấy là
nó minh họa cái điều đó. Hình này người ta muốn so sánh cái chương trình bình thường với cái chương trình dịch. Đấy, cái hình vuông bên trên chính là chương trình bình thường đấy. Chương trình bình thường thì khi chạy chúng ta phải đưa dữ liệu vào, đúng không? Thế sau chương trình đã chạy sẽ cho dữ liệu ra. Thế thì còn với chương trình dịch thì chúng ta có thể ví là gì, chương trình nguồn, ví dụ chúng ta viết chương trình bằng C chẳng hạn, thì có thể xem chính là dữ liệu vào, đúng không? Dữ liệu vào đấy cho chương trình nó chạy, chạy một hồi nó ra được chương trình đích, chương trình đích thì có thể xem chính là dữ liệu ra. Thế thì ví von như thế thì chúng ta thấy là chương trình dịch nó cũng như các chương trình thông thường khác, là chỉ có cái điểm là cái dữ liệu vào ấy, dữ liệu vào đây là một chương trình nguồn, còn dữ liệu ra này chính là một chương trình đích. Thế cái chương trình dịch thì người ta hay dùng cái thuật ngữ là combiner đấy, đúng không? Thế bắt đầu xuất hiện vào từ những năm 1950 này, thì 1950 đã xuất hiện nó rồi, do Ray Newray Hopper đưa ra. Chương trình dịch thật sự và hoàn chỉnh đầu tiên là chương trình Fortran. Cái Fortran thì giờ cũng đưa vào viện bảo tàng rồi. Thế hồi thầy học đại học thì cũng được học về nó, giờ thì chả ai dùng nữa rồi. Và cái chương trình cho Fortran cũng hoàn thành vào năm 1950. Cái ngôn ngữ này chủ yếu nó dùng để viết cho toán học này, mà trận để dạy số ấy. Thì em thấy là để xây dựng được một cái chương trình này ấy, thì người ta phải bỏ ra đến 18 năm nhân công. Ý là gì? Tức là một người viết ấy, một người viết phải dùng phải hết 18 năm để viết được cái chương trình này. Được. Tất nhiên một tập thể viết thì nó nhanh. Thế nhưng mà đây là người ta quy ra một nhân công viết ấy, 18 năm thì em thấy là vất vả thế nào. Được. Thì hồi xưa thì nó không có những công cụ hỗ trợ rồi. Chúng ta biết bây giờ chúng ta thấy hỗ trợ quá nhiều, đúng không? Cần cái gì cũng như là có thư viện hỗ trợ hết rồi, chúng ta chỉ kết nối nó lại này, viết cái chúng ta viết thì không nhiều lắm. Thế còn ngày xưa là nó không có cái gì hỗ trợ cả, là cứ phải đặt bút cốt từng tí một, thế nên vất vả như thế. Thế còn như bây giờ đấy, cái đoạn trên giới thiệu đây, một cái chương trình cũng vừa phải đấy, thì một sinh viên có thể 3 tháng là làm xong rồi. Đến đây trong khi đây mất 18 năm. Thế đối với đa số người lập trình ý, thì một chương trình dịch có thể coi là hộp đen, đúng không? Thì đến chúng ta giống như thế thôi, đúng không? Hộp đen mà họ chỉ quan tâm đến đầu vào đầu ra đây, chứ còn không cần quan tâm đến bản thân nó là gì, đúng không? Thì khi kem học si thì nó đúng như thế thật, chúng ta thấy chương trình như hộp đen thì chúng ta viết xong code chi chúng ta cần chuẩn F9 một cái nó chạy, đúng không? Bởi vì chúng ta không biết là bên trong là thế nào cả, chỉ biết là cứ bấm thế nó chạy. Thế thì đấy là những người không chuyên tin. Thế còn chúng ta là những người chuyên tin thì nhiệm vụ chúng ta là phải đi sâu vào cái cấu trúc của hộp đen đó, chúng ta phải hiểu cái hộp đen đó để có thể điều khiển được nó, cải tiến được nó. Thế thì đấy là giới thiệu, để còn nữa chúng ta sẽ đi về thế thì định nghĩa chính thức chương trình cho nó cái gì. Ý tưởng ta hiểu rồi, còn đây chúng ta xem định nghĩa chính thức của nó nhé. Chương trình dịch này là một chương trình dùng để chuyển đổi một chương trình từ một ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ nguồn, ngôn ngữ C đấy, thành một chương trình tương đương khác gọi là ngôn ngữ đích, ví dụ ra ngôn ngữ máy chẳng hạn. Thế thì các em chú ý là cái cụm từ là thành một chương trình tương đương, đúng không? Theo các em hiểu từ tương đương đây nghĩa là gì? Em nào bật mic nói thầy cho nào. Thành một chương trình tương đương đây chúng ta hiểu trong nghĩa gì? Em nghĩ là cái chương trình tương đương này là khi mà mình đưa vào cái máy và nó dịch ra thành một cái chương trình tương đương theo cái ý, cái hiểu của cái người cần đấy thầy ạ. Gần đúng rồi, em nào nói chính xác hơn nữa nào. Đấy, đây là cũng gì để chúng ta rèn tư duy, rèn tư duy.
Tao đem cái từ tương đây thì nghĩa chính xác nhất của nó là gì? Ví dụ khi học văn phạm chúng ta bảo là gì, hai văn phạm được gọi là tương đương nếu nó cùng sinh ra một ngôn ngữ, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Thế thì theo các em ví dụ trong trường hợp này thì tương đương nghĩa là gì? Đấy, ví dụ chúng ta, tinh chỉnh giản lược các hiệu vô ích đấy, giản lược xong thì nó vẫn phải giữ nguyên cái ngôn ngữ mà văn phạm sinh ra. Giảm được xong và lại ra ngôn ngữ khác thì là hỏng. Dạ, em nào có thể chính xác hơn được ạ? À? Ở đây có bạn chat đây này. Trần Ngọc Huỳnh đấy nhá. Tương đương ở đây là hai chương trình có một kết quả giống nhau. Đấy, ý em là đúng rồi đấy. Nhưng mà mình diễn đạt là nó rõ hơn thôi. Tương đương đây ý là hai chương trình phải thỏa mãn, tức là đúng cái mục đích của người viết ấy. Người viết chương trình là muốn nó ra được cái gì, tóm lại dữ liệu ra là cái gì thì hai cái này phải ra cùng kết quả, là ý là thế thôi. Vì khi người ta viết code người ta mong muốn chương trình này là thực hiện được cái gì, thì cái chương trình đích mà chỉ ra cũng phải thực hiện đúng như thế. Ví dụ chúng ta cần giải trong việc hai, chúng ta thấy thuật toán là đúng như thế rồi. Đấy, nếu mà chạy với dữ liệu này là phải ra là phải đúng bộ nghiệm như thế. Thế nhưng mà nếu dịch xong mà cũng chạy lại bật ra dữ liệu khác ấy thì chúng ta thấy là như thế không tương đương rồi, chứng tỏ dịch mắc lỗi ở đâu đó rồi. Đấy, thì ý như thế thôi. Đấy, Trần Ngọc của mình này phát biểu như thế là đúng rồi đấy. Đấy, các em có thể viết qua sổ chat được, thầy sẽ theo dõi song song cả hai cái. Thế thì chương trình dịch thì vì nó các em thấy nó rất là phong phú, cho nên người ta cũng phân loại ra. Đấy, như thầy nói có thể dịch từ Facebook sang DBS, người ta cũng có thể xem là chương trình dịch. Thế thì nó đa dạng như thế thì cũng phải có phân loại để chúng ta tiện theo dõi. Thế thì phân loại thì vì đa dạng như thế nên phân loại này cũng phải theo tiêu chí, đúng không? Phải theo tiêu chí, còn cứ con này chung cả một đám nên nó rất khó, phải đưa ra theo tiêu chí. Thế thì đây người ta đưa ra phân loại theo số lần duyệt, duyệt đơn, duyệt nhiều lần. Duyệt đơn tức là nó duyệt một lần chương trình nguồn cải nó ra được ngày chương trình đích. Thế còn duyệt nhiều lần tức là cứ phải duyệt đi duyệt lại, sau một hồi nó mới ra được chương trình đích. Đấy là tiêu chí theo số lần duyệt. Còn cái tiêu chí thứ hai là theo mục đích. Mục đích tải. Mục đích kia này có nhiều, rất là phức tạp. Mục đích kia này tải và chạy, hoặc là gỡ rối, hoặc là tối ưu, hoặc là chuyển đổi ngôn ngữ, hoặc là chuyển đổi định dạng. Mục đích này có rất nhiều. Thứ hai là này, có thể theo độ phức tạp. À, cái thứ ba, đúng không? Thứ ba là có thể phân theo tiêu chí theo độ phức tạp của chương trình nguồn và chương trình đích. Thế thì theo độ phức tạp thì các em thấy nó có ba cái sau này. Chương trình assembler đây chính là hợp ngữ đấy, như một số em chắc biết rồi đấy. Cái hợp ngữ thì đây thầy nói qua nhé, thì ý là nếu chúng ta cứ nhìn vào ngôn ngữ máy nó toàn không một, chúng ta thấy nó vô cảm, đúng không? Không có cái gì cả. Thế nên có một cái phương án nữa, tức là người ta dùng ngôn ngữ assembly. Assembly thì
Thì tóm lại người ta cái nhóm cái đám khung hồn này thành một cái chữ tiếng Anh dễ nhớ, ví dụ phép cộng thì bản thân nó phải là không một rồi, nhưng mà máy phải là kể cả phép cộng cũng phải mã bằng không một, nhưng mà nếu mà nhìn không một thì nó khó đoán nó là cái gì. Thì người ta quy định là cái nhóm không một này chính là tương đương phép cộng, là người ta cho chữ S là thành một chữ tiếng Anh chữ S là đấy, nó cứ tương một một đấy đấy. Thì khi đó thì các em thấy dịch quá dễ đúng không, dịch cứ đứng một một, cứ nhìn thấy chữ S thì dịch nó ra thành một nhóm một một số ngôn ngữ máy, không một ngôn ngữ máy đấy. Thì như vậy cái mức dịch này người ta rất là đơn giản, dịch dịch một một thôi. Thì đây là theo độ phức tạp như thế, nếu mà assembler là rất là đơn giản. Như vậy assembly thì cũng được xem là ngôn cấp thấp thôi, cấp thấp thôi. Nó như đưa ngôn ngữ máy, nó chỉ khác là nó chuyển sang ký hiệu để con người nhìn nó dễ đoán đấy. Nhìn người không một rất là khó đoán, nhìn vào ký hiệu này nhìn cái chúng ta thấy dễ đoán ngay, cũng như chúng ta đặt tên biến chúng ta đặt gợi nhớ là như thế. Thế đấy là về độ phức tạp thì assembler là dịch đơn giản nhất để dịch ngôn ngữ assembly. Thế còn mức độ phức tạp thứ hai là ở mức tiền xử lý, pre processor là xử lý, pre là tiền đấy, tiền xử lý. Tiền xử lý thì nó chỉ dịch từ ngôn ngữ cấp cao này sang ngôn ngữ cấp cao khác thôi. Thực chất ý, nó chỉ là một quá trình chuyển đổi cấu trúc mới cho cấu trúc cũ ấy, chuyển đổi cấu trúc thôi. Thì cái này thì em thấy nó cũng không không đến mức phức tạp quá. Thì tất nhiên nó vẫn phức tạp hơn cái assembler ở trên. Thế còn mức khó nhất là cái compiler, chính là cái chương trình dịch chúng ta đấy, chúng ta đang học này, được gọi là biên dịch. Thế là dịch từ ngôn ngữ cấp cao này sang dịch từ một ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ cấp thấp, lúc này là mức khó nhất. Thế là phân phân loại chương trình theo theo độ phức tạp của trình nguồn và trình tích. Để tiếp theo chúng ta xem còn gì nữa. Tiếp theo này phân loại theo phương pháp dịch và chạy. Dịch chạy thì lại có hai cái, thứ nhất là thông dịch hay còn gọi là diễn giải đấy, interpreter đấy. Thì chỗ dịch này các em có thể hình dung là nó giống hệt người phiên dịch ấy. Đấy, cứ người kia nói câu nào là chúng ta phiên dịch ngay ra, phiên dịch ra ngay. Thế thì hành động là do câu lệnh của ngôn ngữ quyết định, thì sẽ được thực hiện trực tiếp. Thông thường ứng với mỗi hành động sẽ có một chương trình con tương ứng để chạy cái hành động đó. Đây, ví dụ bộ lệnh của đốt này, đốt thì không biết em nào biết không, đốt ngày xưa đúng như thế đấy. Ví dụ câu lệnh tạo thư mục là chúng ta phải gọi MD vào, MD là make directory đấy. Thì thực ra gõ cái là nó chạy ngay. Chúng ta có một bộ rất nhiều câu lệnh, như gõ đến đâu chạy đấy, hay forkolo. Forkolo giờ nó đổi thành Visual Fork đấy. Đấy, cái này thì trước đây ai đi viết chương trình kế toán với vật tư bằng bằng Visual Fork ấy. Thì nó cứ 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 viết câu lệnh đến đâu, khi các em bấm chạy nó cứ đến câu lệnh nào chạy còn đấy. Do vậy là nhiều khi code chúng ta đoạn dưới sai rất nhiều, nhưng mà nó cứ chạy ở đoạn trên không sai, nó cứ chạy đoạn trên, cho đến độ sai nó mới dừng lại, nó báo lỗi. Thế còn như C chúng ta thì không phải, cái C là nó cứ phải dịch hết đã, lúc nào nó xong xuôi không có lỗi nó mới chạy. Thế còn như Fopulo thì nó lại cứ cứ chạy thoải mái, cứ xong câu lệnh nào chạy câu lệnh đó, đến câu lệnh có lỗi thì nó mới dừng. Thế đấy người ta gọi là thông dịch. Đấy, chúng ta nếu em nào có ông bà cái thời xưa ấy, thời học tiếng Pháp ấy, anh người ta gọi là thông ngôn ấy. Thì tiếng Pháp hay thông ngôn là như thế, thế nên người ta cứ nói câu nào là dịch luôn câu đấy. Đấy gọi là thông dịch. Thế còn phương pháp thứ hai là phương pháp biên dịch. Đấy, biên dịch chỗ này nó gần như là cái người người dịch sách ấy, người ta dịch hẳn một thể đấy, xong một bản xong xuôi đâu đó thì bắt đầu nó mới chạy. Đấy, chương trình nguồn sẽ được dịch toàn bộ sang chương trình đích rồi mới chạy. Thì những cái chương trình dịch C của chúng ta đấy, chúng ta học ấy, thì nó chính là theo cái phương pháp này, là biên dịch của biên, tức là biên biên nó ra hết đi là dịch xong xuôi đâu đấy, cảm thấy là không còn cái lỗi nào thì lúc đó mới chạy. Đấy, C nó đúng theo kiểu như vậy, đó là biên dịch.
Biên dịch thì tiếng Anh là combiner đấy. Tiếp theo để theo lớp văn phạm, để cái này thì sau thì chúng ta mới tiếp cận được cái này. Lớp văn phạm là NR1, NR1 để hai cái lớp này sau chúng ta sẽ học kỹ ở phần sau. Đấy, mỗi lớp nó có một cái kiểu dịch riêng. Đấy thì tuy có nhiều cách phân loại nhưng mà các chương trình dịch là giống nhau về nguyên lý. Chúng ta có thể tạo ra nhiều loại chương trình dịch cho các ngôn ngữ nguồn khác nhau. Chương trình đích chạy trên các máy tính khác nhau. Đấy, nhưng mà nó vẫn có thể nói nó cùng một cái kỹ thuật cơ bản. Để tiếp theo chúng ta xem cấu trúc của trình dịch nha, thì nó lại phân ra cấu trúc tĩnh, cấu trúc logic. Về mặt cấu trúc tĩnh hay là cấu trúc logic ấy, thì nó cũng giống như khi chúng ta dịch một câu trong ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ quy này, đấy có thể quy như tiếng Anh ấy, sang một ngôn ngữ tự nhiên khác, Z tiếng Việt ấy. Thì việc chuyển đổi một chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể chia thành hai giai đoạn sau. Cũng như chúng ta dịch tiếng tiếng Anh sang tiếng Việt đúng không? Thì đầu tiên chúng ta phải xem về mặt từ đã, đúng không? Từ nghĩa của từ đã nó đã chuẩn chưa, đúng không? Nó làm ta phải biết nghĩa của từng từ đã. Thì đầu tiên cái chương trình chúng ta cần dịch ý, cái đầu tiên cần dịch trong cái ngôn quy phải là hiểu được đã, hiểu được có nghĩa là xác định được các từ đúng không? Và thành phần của câu có tuân theo các luật ngữ pháp hay không, đúng không? Thế là câu của nó có biết đúng ngữ pháp hay không? Để hiểu thì ta phải có sự phân tích, đúng không? Sự phân tích. Thì phân tích xong thì chúng ta tổng hợp lại. Sau đó chúng ta tổng hợp các thông tin ta thu được thành câu mới trong cái ngôn ngữ mới, sao cho có cùng nghĩa với câu ban đầu. Đấy thì quá trình dịch tự nhiên như thế thì quá trình dịch trong cái ngôn ngữ lập trình nó cũng như vậy. Đấy, nhắc lại tất nhiên là nó phải phân tích như từng từ một đã, nghĩa của từng từ đã. Sau khi đã có từng từ có nghĩa đúng rồi, đã có nghĩa chuẩn rồi thì lúc mình mới phân tích xem là thế thì nó có tuân theo đúng ngữ pháp hay không. Đúng ngữ pháp hay không? Đấy là ở cái ngôn ngữ tiếng Anh đấy, đúng không? Thì sau khi thấy từng từ đúng này, ngữ pháp cũng đúng này, thì lúc ý bắt đầu mình tìm cách để chuyển sang cái ngôn ngữ mới. Đấy, ý là như vậy. Vì bản thân ngôn ngữ nguồn nó phải chuẩn đã, đúng không? Từ cũng chuẩn này, ngữ pháp cũng chuẩn này, thì nó mới có cơ sở chúng ta đưa sang ngôn ngữ mới. Cái nguồn chúng ta viết đã đủ cùng. Đấy, cũng kiểu như chúng ta code C, chúng ta cốt đầy lỗi thì làm sao có gì sang ngôn ngữ máy được, đúng không? Chứ hết là cái ngôn ngữ nguồn phải đúng đã. Muốn biết đúng hay không thì chúng ta phải có loại phân tích, đúng không? Phân tích này, tách ra thành từng từ này, nghĩa của từng từ, sau lại xem có đúng ngữ pháp hay không. Để sau khi chuẩn rồi thì bắt đầu là mới chuyển đổi sang ngôn ngữ mới. Cái giai đoạn chuyển đổi đó là nó là cái bước tổng hợp. Sau này có hai bước, bước phân tích và bước tổng hợp, đúng không? Đấy, việc dịch sẽ có hai đoạn phân tích và tổng hợp. Thế thì giai đoạn như thầy nói nó có hai giai đoạn phân tích và giai đoạn tổng hợp. Đấy, phân tích là xem bản thân cái ngôn ngữ anh đang dùng anh đã viết đúng chưa, nghĩa của từng từ đã chuẩn chưa, đúng ngữ pháp chưa. Thế thì giai đoạn phân tích thì cái biểu đồ này nó dài. Đấy, giáo trình nó dài, nó không nên hết xe này, nên xe này thì chữ này bé, em thấy cách cắt thành hai đấy. Đấy thì giai đoạn trên là phân tích này, thì đầu tiên là phân tích từ vựng này. Đấy, đầu tiên là chương trình nguồn đấy, chương trình nguồn bắt đầu đẩy vào này, thì nó phân tích từ vựng. Đấy thì xem là nó tách ra từng từ một, xem từng từ bạn đã biết đúng chưa. Đấy, thì nghĩa của nó đã rõ ràng chưa. Thế sau đó đã có từng từ nó nghĩa rõ ràng rồi thì lại xem này, thì các từ này có nó kết cấu với nhau nó có đúng ngữ pháp hay không, nó vị trí của nó có đúng ngữ pháp hay không, thì chính là nhiệm vụ của cái bộ phân tích của pháp.
đi vào từng bộ. Đầu tiên là bộ phân tích từ vực, tách từng từ ra để là xem nghĩa của nó. Sau khi ổn rồi bắt đầu mới đến phân tích cú pháp, là xem các từ đấy nó, bộ phân tích cú pháp là mục đích của nó là xem các từ mà nó ghép với nhau có đúng ngữ pháp hay không. Thế thì nhiều khi đã đúng ngữ pháp rồi cũng chưa chưa phải là xong đâu, đúng không? Ví dụ chúng ta như thầy cũng đã ví dụ ở môn automat ấy, chúng ta bảo là cái bàn đi học đó, thì như thế là đúng, là về mặt ngữ pháp là đúng rồi, đúng không? Có chủ ngữ vi ngữ rồi, cái bàn đi học, nhưng mà về nghĩa thì nó sai, nghĩa sai, cái bàn làm sao đi học được, đúng không? Thế thì cái phân tích ngữ nghĩa này làm nhiệm vụ đó. Thế là mặc dù các từ đã liên kết với nhau đúng ngữ pháp rồi, thế nhưng mà nó có nghĩa không, có ngữ nghĩa không, ngữ nghĩa đây tức là nghĩa của nó có hợp logic không. Đấy là trách nhiệm với bộ phân tích ngữ nghĩa. Thế ví dụ ví trong ngữ cảnh ngôn ngữ si chẳng hạn, ngữ nghĩa ở đây chính là gì? Ví dụ chúng ta có phép gán a bằng bằng 7 chẳng hạn, đúng không? Nhưng đây phải xem a là cái gì, đúng không? A nó là thuộc kiểu số thì gán được, nhưng a nó là một biến cấu trúc thì làm sao một cấu trúc lại gán bằng 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 7 được, đúng không? Thì đấy, cái ngữ nghĩa này nó sẽ bắt biến đổi đó. Là về về cú pháp của phép gán là đúng rồi, biến bằng biểu thức, đúng không? Phép gán là người ta quy định như vậy, biến bằng biểu thức. Thế nhưng mà ngữ nghĩa nó sẽ soi tiếp, thế thì những cái kiểu dữ liệu nào, biến nào mới được ghép với dữ liệu nào. Biến là bản ghi là sức cấu trúc thì không thể gắn bằng một cái biểu thức số được. Đấy, trách nhiệm của phân tích ngữ nghĩa đấy thì các em thấy là cái phần phân tích ấy, nó sẽ phân tích ba vấn đề đó: từ vực này, ngữ pháp này, ngữ nghĩa này. Đấy, thế thì ở trong quá trình phân tích ấy, thì nó sẽ có hai cái bộ song hành với nó, chính là bộ quản lý các bảng ký hiệu và cái xử lý lỗi. Đấy, xử lý lỗi thì như thầy vừa nói rồi, tất cả các quá trình này nó đều có lỗi, đúng không? Đều có lỗi thì cái bộ xử lý lỗi sẽ nhằm bắt lỗi, đúng không? Lỗi, thậm chí nó còn có thể có những chiến thuật là khắc phục lỗi, xong ta sẽ học. Đấy, đến phân tích từ vực thì nó sẽ xem là viết từ có đúng chưa, nếu sai nó báo, đúng không? Ví dụ từ vực thì thế cho nên nó phải có cái bảng ký hiệu nó quản lý đấy. Bảng ký hiệu nó sẽ biết là cái từ này đặt tên là gì này, có kiểu dữ liệu gì này, cái bảng dữ liệu có quản hết. Ví dụ khi em viết ngôn ngữ C chẳng hạn, chúng ta có khai báo biến, thì tất cả các khai báo biến đó nó sẽ đưa vào cái bảng dữ liệu nó quản lý. Đấy, ví dụ vào dòng đầu tiên các em khai báo kiểu nguyên chẳng hạn, int a b chẳng hạn, sau chấm phẩy xuống dòng enter này sẽ khai báo float lại a b chẳng hạn. À, thì nó bắt đối được ngay do nó có bảng ký hiệu, mà bảng ký hiệu là cứ cái gì mới khai báo vào nó đưa vào đấy. Thế sau kem lại có những khai báo tiếp theo ấy, thì nó bắt đầu mới dò xem là cái bảng ký hiệu đã có chưa, nguyên tắc nó không được cùng mức, không được biến chung tên này. Đấy, cứ cái khai báo sau là sẽ dò trong bảng ký hiệu để nó bắt đối, nó phối hợp với bộ xử lý lỗi. Đấy, ý là hai cái bộ đấy nó phối hợp với nhau để nó bắt đối. Đấy, bảng ký hiệu này nó lưu cả thông tin về kiểu của đối tượng. Đấy, ví dụ như biến đấy hay là biến nguyên hay biến thực hay là biến cấu trúc đấy, để sau nó sẽ hỗ trợ cái bộ phân tích ngữ nghĩa bắt lỗi nếu mà chúng ta gắn dữ liệu không phù hợp nhau. Đấy, thì nó sẽ có hai cái hỗ trợ đó. Sau chúng ta sẽ học kỹ với bảng ký hiệu và chạy thật hẳn thôi bảng ký hiệu và xử lý lỗi. Thế thì đây cái phần trên gọi là phần phân tích, thì các em thấy là nó có ba cái chính là phân tích từ vựng này, phân tích cú pháp này, phân tích ngữ nghĩa này. Để trong quá trình này nó sẽ tạo ra một cái bảng ký hiệu và để nó quản lý các đối tượng, tên này, kiểu dữ liệu của nó này, để nó phục vụ quá trình xử lý lỗi của để cái đường sau đó nó từ nếu mà ba cái khối này hoạt động tốt rồi, đúng không, chuẩn nhất rồi, thì nó bắt đầu mới sinh ra mã của sinh ra mã đến giai đoạn tổng hợp đấy. Như thầy nói là ngôn ngữ bản nguồn đã chuẩn hết rồi, bắt đầu mới tìm cách nó dịch sang ngôn ngữ, ví dụ ngôn ngữ tiếng Việt chẳng hạn, đúng không? Đây chúng ta đang phân tích tiếng Anh, chúng ta đây chuẩn hết rồi, từ đúng, ngữ pháp đúng này, ngữ nghĩa đúng này. Chúng ta mới tìm cách chúng ta chuyển nó sang tiếng Việt,
Đấy, chuyển sang tiếng Việt thì người ta gọi là giai đoạn tổng hợp. Đấy, thì đầu tiên, khối đầu tiên của nó là sinh mã trung gian. Sinh mã trung gian, cái sẽ bật cái mắt sau nha. Rồi, chưa rồi, chỗ này có vấn đề rồi. Alo, Em hỏi đi, có gì không em? Số này thì sẵn rồi nhưng thầy bấm nhầm là nó bị xóa rồi, thôi thầy nói được nha. Sau này có ví dụ nên là thầy không ngại. Đấy giờ thấy cái đoạn sau thì thầy nói được, nó còn mấy cái khối nữa nha, sinh mã trung gian này, sau này tối ưu mã trung gian này, sau nó mới đến sinh mã đích nha, sinh mã đích. Đấy thì đoạn sau nó có ba cái khối nữa thôi. Cái này thì lúc soạn nào thầy để nhầm tay để xóa mất nó, nhưng đoạn sau nó có ba ba khối như thế. À và đây thầy nói lại nha, đây đoạn phân tích này thì là phân tích đúng rồi này, thì bắt đầu nó mới sinh ra ngôn ngữ mới này, ngôn ngữ đích này. Ngôn ngữ đích thì là nó là giai đoạn tổng hợp. Đấy, cái mũi tên thì nó bên dưới là tổng hợp, và khối đầu tiên của giai đoạn tổng hợp chính là sinh mã trung gian, sinh ra được cái mã trung gian. Mã trung gian có cái mã trung gian rồi đấy, tối ưu mã trung gian. Đấy, tối ưu mã trung gian xong nó mới đến sinh ra mã đích, thì là mã máy đấy. Thế thầy hỏi các em nha, thế tại sao theo chúng ta tư duy thì sinh bén luôn ra mã đích luôn đúng không? Tại sao lại phải cần qua mã trung gian này, sau này tối ưu mã trung gian này, sau mới đến mã đích? Để em nào trả lời cho thầy câu hỏi đó nào. Tại sao phân tích chuẩn nhất xong rồi nó không sinh thẳng ra mã đích mà nó phải qua mã trung gian? Qua mã trung gian sau này được một giai đoạn là tối ưu mã trung gian, tối ưu xong nó mới sinh ra mã đích. Đấy, phía dưới quất ở dưới nó còn ba khối như vậy, sinh mã trung gian, tối ưu mã trung gian và cuối cùng mới đến mã đích. Theo các em đoán thì sao? Vì sao lại phải phải qua giai đoạn mã trung gian mà không thẳng ra mã đích luôn? Cứ đoán đấy nha, chúng ta cứ đoán thoải mái thôi. Thế nào có thể đoán được thì chat cũng được rồi. Đây, ví dụ đây Trọng Nam nói để nó kiểm tra là tối ưu kết quả tốt nhất. Nhưng mà vì sao lại như thế? Đúng không? Ý thì đúng rồi, nhưng mà vì sao lại như thế? Đúng rồi, bạn Nguyễn Anh Đức nói có ý đúng đấy. Mã trung gian để backup thấy ạ. À? Đấy, ý các em cũng nói là đều có ý đúng đấy, ý là thế này các em nhé, tức là nếu chúng ta ra thẳng mã đích ý, đây Trần Ngọc Quỳnh để sinh và tối ưu hơn mã máy và dễ chuyển đổi về mã máy hơn, đấy cũng có ý đúng rồi. Thế nhưng ý là thế này các em nhé, vì nếu mà chúng ta ra thẳng mã máy ý, mã máy thì rõ ràng các em thấy toàn không một, rất là khó nhìn đúng không? Rất là khó nhìn, khó, khó
Tóm lại là khó hình dung nó thực hiện thế nào, đúng không? Nhìn toàn cái đám công một thì chúng ta rất khó hình dung nó thực hiện thế nào. Và nguyên tắc là gì? Vừa rồi phân loại theo cái độ phức tạp của gì gì chị đấy, em thấy là nếu mà dịch ở mức combiner nó dịch 1:1 thì chả có gì phải suy nghĩ cả. Nhưng mà cái ngôn ngữ bậc cao nó không thế, ngôn ngữ cao không thế. Ví dụ chúng ta có câu lệnh là if a đến b chẳng hạn thì thực hiện cái gì đó, thì em thấy vì nó để đạt mục tiêu là gần ngôn ngữ tự nhiên mà, để cho người học code nó dễ mà. Nhưng mà em hình dung là dịch một cái câu if a đến b thực hiện cái gì đó, nếu mà dịch sang câu 1 thì nó sẽ thành một, thầy nghĩ nó phải đến hơn nửa trang a 4 câu 1 thì nó mới dịch được cái câu này if a đến b, đúng không? Đấy, thế thì từ đó chúng ta thấy là chắc chắn là chất lượng dịch nó không thể tốt được, nó ào ngay ra là a máy, đúng không? Vì dịch những cái câu phức tạp thế làm sao nó đang vào đúng bản gốc được, đúng không? Chất lượng nó sẽ không tốt được, có thể nó không, thậm chí nó sẽ lệch cả một chút ngữ nghĩa nào đó, và cái chắc chắn nó chạy nó sẽ mất thời gian hơn, mất thời gian hơn so với viết trực tiếp. Đấy, chỗ này nó cũng giống như chúng ta chuyển một câu tiếng Việt chẳng hạn, câu thơ Nguyễn Du thì trăm năm trong cõi người ta, mà chuyển sang tiếng Anh thì ta thấy chắc chắn nó không phản ánh được đúng cái hồn của câu đó, đúng không? Nó bị sai lệch cái chất lượng đi. Thế do vậy người ta mới thấy là gì, nếu mà ra thẳng mã trung gian ý, à mã đích luôn ý, thì nó rất nguy hiểm, chạy mất thời gian và thậm chí nó còn sai lệch ở đó. Thế do vậy người ta mới chọn một giải pháp là người ta đưa ra mã trung gian. Đấy, người ta tìm một cái giải pháp mã trung gian là mã mà chúng ta vẫn có thể nhìn ra đoán được, nhìn ra đoán được. Là nhìn vào đấy chúng ta biết ngay là nó chưa tối ưu ở chỗ nào, tối ưu nó đi, chút nữa sẽ có ví dụ để các em thấy, nhìn biết ngay là chưa tối ưu chỗ nào. Và đấy là về mặt nhìn, thế còn về mặt lập trình thì không thể, chúng ta bảo nhìn không thấy tối ưu là chúng ta cải tiến. Về mặt lập trình là người ta có giải thuật, thì người ta phát hiện cái chỗ nào không tối ưu là người ta sẽ có giải thuật, người ta cắt bỏ cái không tối ưu đó đi, thì nó mới là hay. Nhìn vào này tự tối ưu bằng tay thì lại không được. Thế thì cái mã trung gian nó có ưu điểm như vậy, đấy, nó ở mức để chúng ta có thể dễ phát hiện, dễ bằng cách tự động phát hiện ở đâu nó không tối ưu và rút gọn nó thế nào. Thế sau thấy tối ưu xong xuôi rồi mình là mới ào ra mã đích, thì lúc đó nó sẽ hy vọng là mã đích nó sẽ được tối ưu, ý là như thế thôi, đúng không? Thế thì vừa rồi gọi là cấu trúc tính hay gọi là cấu trúc logic. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang thế đi nói còn cấu trúc động nữa. Cấu trúc động là như thế nào? Hay cấu trúc tính như thế này, nó chia thành các khối như thế đấy. Chức năng của từng khối như thế, đó là cấu trúc tính. Còn cấu trúc động của gì gì hay gọi là cấu trúc theo thời gian ấy, để cho chúng ta biết là quan hệ giữa các thành phần khi nó hoạt động. Thế thì các thành phần độc lập của một chương trình dịch ấy, chúng ta vừa thấy ba khối đấy, ví dụ khối phân tích từ vựng này, khối phân tích cú pháp này, khối tính ngữ nghĩa này, khối tối ưu, khối sinh mã này. Thực ra nó có thể hoạt động theo hai cách đó. Hai cách. Cách thứ nhất là lần lượt cứ hết khối nọ đến khối kia. Cách thứ hai nó lại hoạt động đồng thời. Thế thì mỗi khi có một phần nào đó của chương trình dịch đọc xong toàn bộ chương trình nguồn ấy, hoặc chương trình trung gian ấy, thì ta gọi là một lần duyệt. Để vừa rồi chúng ta thấy là dịch theo một lần duyệt hay dịch theo nhiều lần duyệt thì chính là chỗ này, mỗi lần dịch nó phải đọc chương trình nguồn. Để mỗi lần nó quét qua chương trình nguồn hoặc là chương trình trung gian gọi là một lần duyệt. Thế do vậy là các chương trình dịch được chia thành duyệt đơn và duyệt nhiều lần. Đấy, như vừa rồi phân loại này. Duyệt đơn tức là quét một lần cái là nó dịch được ra ngay chương trình đích. Thế còn duyệt nhiều lần là nó cứ phải quét đi quét lại, cứ một lần quét nó lại ra được một cái ngôn ngữ trung gian, cho nó lại bỏ cái ngôn ngữ kia đi, nó lại quét trung gian lại ra một cái trung gian thứ hai, quét trung gian thứ hai, ra trung gian thứ ba, cuối cùng là ra đến cái đích, ý nó như vậy. Chứ không phải nó quét nhiều lần, nó quét chỉ cái chương trình C của chúng ta đâu, một lần nó quét chương trình C ra được cái gì đó, vứt cái chương trình C đi, để sau đó lại kiểu như hôm chúng ta có cái bài gọi là bãi bỏ ký hiệu vô ích ấy, đúng không? Đầu tiên chúng ta lại vô sinh xong là chúng ta lấy cái kết quả vô sinh, lấy cái kết quả
ta này được, chúng ta này lại không đến được, chúng ta này không không quay trở lại cái bản ban đầu mà chúng ta lại không đến được thì lại hỏng. Ý chỗ này như vậy, muốn lần duyệt nó lại ra được một cái trung gian. Đấy, qua nhiều lần trung gian này sẽ đến cái đích. Thế thì mỗi cái duyệt nó có ưu nhược điểm riêng các em nha, không phải người ta đã bày ra như vậy nó sẽ có ưu nhược điểm riêng, tùy ngữ cảnh của chúng ta dùng phương pháp nào. Thế đây bắt đầu người ta mới giải thích đây, đối với duyệt đơn tức là duyệt một lần đấy thì bộ phân tích cú pháp sẽ đóng vai trò trung tâm. Đấy, bộ phân tích cú pháp trung tâm nó điều khiển cả cái chương trình chỉnh đó. Đấy, nó cần cái gì nó gọi cái đó. Đấy, nó sẽ gọi bộ phân tích từ vựng khi nó cần một từ tố tiếp theo trong chương trình nguồn. Đấy, nó cứ dịch đến chỗ này thì nó bảo nó cần một cái từ nữa. Đấy, cần từ nữa thì nó sai khiến cái bộ phân tích từ vựng ấy phân tích đi và cung cấp cho tớ cái một từ đây để xem nó viết ghép vào cái câu này là có đúng không, kiểu như vậy. Và nó sẽ khi đã xong xong một cái cú pháp nào đó thì nó gọi bộ phân tích ngữ nghĩa đấy, và nó sẽ nói là đây chỗ này cú pháp viết đúng rồi thì bộ ngữ nghĩa thử kiểm tra xem có đúng ngữ nghĩa không. Ngữ nghĩa như thầy vừa nói ấy, ví dụ cấu trúc thì không thể gán cho bằng 7 được, biến cấu trúc không thể gán cho bằng số nguyên được. Bộ phân tích ngữ nghĩa này đưa cấu trúc này sang phần sinh mã trung gian để sinh ra mã ngôn ngữ trung gian, rồi lại đưa vào bộ phân tích sinh mã tối ưu, cứ như vậy. Đối với chương trình dịch mà có duyệt nhiều lần ý, thì mỗi phần của nó hoạt động độc lập với nhau. Để chỗ này thì các em thấy nó sẽ rành mạch, cứ bộ phân tích ngữ nghĩa, bộ phân tích từ vựng trước, nó chạy trước, chạy xong xuôi nó lại trao cái đầu ra rồi nó cho bộ phân tích cú pháp, cứ mỗi phần độc lập với nhau, nó không có, nó truyền dữ liệu cho nhau thôi, còn sau đó nó không có gọi nhau gì cả, không có chuyển trao qua đổi lại với nhau cả. Thì qua mỗi phần thì một chương trình trung gian sẽ được sinh ra đấy, như thầy vừa nói đấy, đúng. Cứ mỗi phần nó chạy xong nó lại ra một cái trung gian để nó là đầu vào cho cái sau. Và cái trung gian này phải ghi vào thiết bị lưu trữ ngoài thôi, chúng ta phải ghi ra đĩa thôi. Đầu tiên chúng ta có ngôn ngữ C này, sau qua bộ phân tích từ vực và nó lại ra một cái trung gian lại đưa ra đĩa, nó không quan tâm đến cái chương trình C và chúng ta biết nữa, dùng cái trung gian này để truyền cho các bộ sau làm việc tiếp. Nếu cứ nhiều lần trung gian thì ra được cái đích. Thế thì các chương trình duyệt đơn thường nhanh hơn duyệt nhiều lần đúng không? Vì chúng tránh được cái việc truy xuất cái bộ nhớ ngoài để đọc các chương trình trung gian, đúng không? Nhưng mà trái lại thì trình duyệt nhiều lần thì lại cần ít không gian lưu trữ hơn, đúng không? Đối với mỗi khối, đúng không? Mặt khác cái logic của chương trình thì này đơn giản hơn, đúng không? Dù nhiều lần như thầy nói là mỗi khối nó chạy độc lập, thì logic chương trình nó sẽ đơn giản hơn. Cứ xong phần nọ nó chuyển nhiệm vụ lần kia. Như thầy nói là mỗi cái nó có ưu nhược điểm, đúng không? Và tất nhiên đây người ta nói gì, một vài ngôn ngữ không cho phép dịch bằng chương trình duyệt đơn, đúng không? Vì chúng chứa các cấu trúc cú pháp cần đến thông tin của nhau, đúng không? Phối hợp nhau thì nó mới ra được. Thì còn đơn là nó cứ ngắt quãng nhau. Ví dụ các ngôn ngữ cho phép không, các ngôn ngữ cho phép dùng biến không cần khai báo ấy, như các ngôn ngữ BN, Angol 68 này, Focolo cũng thế, Focolo chỗ thầy biết rồi. Cứ dùng biến nào là chúng ta dùng luôn, không phải khai báo gì cả. Những cái chương trình này thì nó sẽ không cho phép duyệt đơn được, vì nó cần phối hợp với nhau. Đấy, như thầy nói là mỗi cái có ưu nhược điểm khác nhau và tùy bối cảnh, thì bối cảnh trường hợp nào chúng ta dùng duyệt đơn thì chúng ta dùng được nhiều lần. Cũng như sau này các em học môn cấu trúc nghĩa nghệ thuật thì tùy bài toán chúng ta dùng cấu trúc nào. Đây, thế thì đây là cái chỗ so sánh giữa duyệt đơn và duyệt nhiều lần đây. Đấy, các em thấy là
cái bảng so sánh tổng kết các em chưa quan tâm vội nha, các em chú ý là cái hình có mũi tên nét đứt và nét liền đấy, đấy chính là chương trình duyệt đơn đấy. Duyệt đơn thì cái bộ phân tích cú pháp nó sẽ là trung tâm, trung tâm nó cầm từ nào cái thì nó cái đây người ta chú thích này, cái nét liền ý tức là hướng điều khiển, còn nét đứt là dòng dữ liệu. Đấy, ví dụ chương trình phân tích cú pháp nó cần một cái từ nào đó để nó đưa vào vào cú pháp của câu thì nó sẽ điều khiển đến cái bộ phân tích từ vựng là chuyển cho nó một từ. Đấy, cái bộ phân tích từ vựng thì phải phân tích xem là từ đấy đã biết đúng chưa, đúng không, tách ở một từ trong dung nguồn ra và xem nó biết đúng chưa, đúng rồi thế đâu là đi theo cái mũi tên đứt truyền trả lại cho bộ phân tích cú pháp. Cái bộ phân tích cú pháp thì sau khi đã thấy các từ ghép được đúng ngữ pháp rồi, bắt đầu mới này truyền hướng điều khiển đến bộ phân tích ngữ nghĩa, phân tích xem là cái câu này viết đúng ngữ nghĩa hay chưa, đúng hay chưa. Và chỗ này thì nó không có hướng quay lại, đúng không, vừa truyền hướng điều khiển mà vừa truyền dòng dữ liệu, truyền dữ liệu. Đấy, thì phải đưa dữ liệu xuống thì phân tích ngữ nghĩa nó mới phân tích được. Và phân tích xong thì thấy ổn hết rồi thì phân tích nghiêm bộ phân tích ngữ nghĩa mới thấy đúng hết rồi, đã đến đây đúng là coi như phân tích xong rồi. Xong rồi thì bắt đầu sinh ra mã trung gian đấy và tối ưu và sinh mã đích đấy. Đấy là lúc này nó vừa hướng điều khiển và vừa hướng dòng dữ liệu luôn chứ nó không có hai chiều. Đấy thì cuối cùng ra được chương trình đích, để cái đấy nó duyệt nhiều lần. Thế còn cái những cái khối ở bên tay phải đó, mép bên phải chính là dịch một lần, đây thầy xem lại xem nào. Đúng rồi, chỗ này người ta chú thích nó cái vừa rồi là duyệt đơn các em nhá, vừa đơn, còn cái bên phải chính là duyệt nhiều lần, nhưng mà cái chú thích người ta này đặt ở giữa này nên là nó chắc nó không đủ giấy nên là biết thế thôi. Đấy, còn cái mép bên phải chính là duyệt nhiều lần đấy. Đấy, tức là các khối chạy độc vào nhau, phân tích từ vực xong thì lại đưa kết quả ra ổ đĩa. Thế sau bắt đầu là đánh tiêu bộ nhớ ngoài này, sau phân tích cú pháp thì lại đọc lại cái trung gian đó để phân tích, để phân tích sau lại đưa ra bộ nhớ ngoài, phân tích nghĩa lại đọc cái đó để phân tích nghĩa, đưa ra bộ nhớ ngoài. Đấy, giờ ngoài xong thì bắt đầu thấy đúng hết rồi, bắt đầu sinh mã trung gian này, tối ưu của mã trung gian này và cuối cùng là chương trình đích. Đấy, thì cái sự khác nhau về mặt sơ đồ thì nhìn vào đây người ta thấy nó rõ này. Thế sau người ta mới tổng kết cái bảng tổng kết ưu điểm của từng phương pháp đấy, đọc này, so sánh này, nếu duyệt đơn này về mặt tốc độ thì tốt đúng không, vì duyệt đơn thì rõ ràng nó chỉ cần duyệt một lần thôi nó chạy thì nó sẽ tốt, còn duyệt nhiều lần thì thường xuyên về đọc bộ nhớ ngoài nên là tốc độ sẽ chậm hơn. Thế còn duyệt đơn thì về mặt bộ nhớ thì kém. Tại sao kém là vì rõ ràng bộ nhớ nó phải chứa rất nhiều thứ ở trong đó để nó phối hợp, là nó ngốn rất nhiều RAM để nó phối hợp các khối với nhau. Thế còn duyệt nhiều lần thì nó cứ rành mạch, cứ mỗi khối nó chạy xong nó đẩy ra bộ nhớ ngoài cho nên không tốn bộ nhớ RAM nhiều. Vì độ phức tạp thì duyệt đơn độ phức tạp kém ở đây tức là rất phức tạp đấy, kém ở đây tức là rất phức tạp. Tức là ta còn duyệt nhiều lần thì độ phức tạp này tốt ở đây theo nghĩa rất là đơn giản. Vì duyệt nhiều lần nó cứ từng khối nó chạy riêng rẽ nhau thì nó lại đưa ra ngoài, độ phức tạp không khó. Các ứng dụng lớn thì duyệt đơn là kém thì rõ ràng rồi đúng không? Các ứng dụng lớn mà chúng ta duyệt đơn thế này vì nó phức tạp à. Tạp lớn thì đơn nó không thể kham nổi thì nó phải duyệt nhiều lần đó. Cái ứng dụng chúng ta nó phải duyệt nhiều lần này, cứ xong một cái nó đẩy ra ngoài để nó trang cho cái tiếp theo. Đấy thì thầy đã nói qua các em đến cấu trúc gì rồi đó. Thì chúng ta ra chơi chút nha, ra chơi coi như gần 20 phút nha, đến 8 giờ kém 10 các em vào nha, giờ cái 10 vào đây đây. Rồi các em nghỉ ra chơi chút.
để các em điểm danh cho thầy nha. Đây thầy tình nhầm cô chứ, tùy chọn hai các em gì thì bấm vào cái chỗ có mặt thôi nha. Các em kích vào chỗ có mặt thôi. Đợt trước thì xem thấy một số em, ví dụ Nguyễn Khắc Hưng này, thấy thông báo là máy xảy ra lỗi, nhưng mà trước thì thấy là sau kiểm tra máy nó vẫn được đấy. Thì tất nhiên em nào mà thấy thông báo xảy ra lỗi thì thầy sẽ ghi tên vào nhé, để phòng trường hợp nếu trong danh sách không có thì sẽ tích bằng tay cho em. Đây có Nguyễn Khắc Hưng và Vũ Quang Minh là đều báo là có lỗi này. Nên game nào mà có lỗi thì không không nói nha, thầy ghi tay ra rồi, thầy với kiểm tra, nếu máy không thấy thầy sẽ điểm danh bằng tay cho các em. Để các em chú ý vào đúng giờ nhá, đúng giờ thì thầy vẫn cứ để đây, em nào tích muộn là có giờ hết đấy, cứ cứ vào muộn này quá 10 phút là thầy sẽ trừ điểm nhá, mỗi lần muộn là trừ nửa điểm chuyên cần. Còn vắng mặt thì trừ một điểm chuyên cần, em chú ý vào đúng giờ cả. Rồi tiếp nha, thầy trình bày tiếp nào. Thì như vậy chúng ta đã so sánh được cả hai phương pháp duyệt đơn và duyệt nhiều lần rồi. Đây thế giờ bắt đầu mới đến ví dụ thật này, thì chúng ta xem thấy thì quá trình nó dịch như thế nào. Ở đây Nguyễn Đức Tuân đúng không? Thế thì em nào cứ trục trặc thì thông báo đây Nguyễn Đức Tuân. Nguyễn Đức Tuân thì thấy trên máy của thầy thì không có báo lỗi đâu. Rồi thầy sẽ ghi Nguyễn Đức Tuân ra đây. Được rồi, làm tiếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem vừa rồi nó là lý thuyết đấy, thì như thầy nói để hiểu lý thuyết thì tốt nhất là bằng ví dụ đúng không? Ví dụ chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn lý thuyết. Thế thì vừa rồi lý thuyết chúng ta xem một cái ví dụ nhỏ thôi, thì xem quá trình dịch nó như thế nào. Đúng không? Thế đây các em thấy đây chúng ta chỉ dịch một biểu thức đơn giản thôi. Đấy, đây là câu định giá này. Position thì bằng initial cộng red nhân 60 đúng không? Cái này có thể ví như là người ta tính lương đi đây, tính lương một vị trí, lương thì bằng cái khởi điểm cộng với tỷ lệ nào đó nhân với 60. Đúng không? Có một câu này, đó là có một cái biểu thức như vậy. Thế thì quá trình dịch nó như thế nào? Thế thì cái đó có thể xem như chương trình nguồn đúng không? Chương trình nguồn thì như thầy nói rồi, đầu tiên nó phải đưa vào bộ phân tích từ vựng. Đấy, nó phân tích từ vựng nó sẽ tách ra từng từ một. Để từng từ một. À, xem ngữ nghĩa, xem các từng từ một này,
nó có chúng ta biết có đúng không? Thì trong trường này nhá, nó sẽ tách ra các từ như sau này, một phân tích từ vựng nó sẽ tách ra từ sau, các anh chú ý này. Đầu tiên là tên một, tên một chính là position đấy đúng không? Sau đến phép gán, đấy, phép gán, phép gán chính là dấu bằng đấy. Đấy. Từ đây theo nghĩa thì chính là các ký hiệu riêng rẽ đấy, nếu mà xét trong trong bối cảnh văn phạm thì chính là bộ chữ đấy, chính là các ký hiệu đấy, các em nhớ chính là các ký hiệu đấy. Thì đây position là xem một ký hiệu này, phép gán là một ký hiệu này, initial cũng là một ký hiệu này, để dấu cộng là một ký hiệu này, rate là một ký hiệu này, nhân là một ký hiệu này, 60 một số được xem là ký hiệu này, chấm phẩy là một ký hiệu này. Đấy các em thấy nó tách ra hết đấy. Tách ra được từng từ một, từ vừa, từ vựng một đấy. Tên. Nhưng trong trường này khi nó tách ra thì những cái gì nó có duy nhất một thì nó là tên luôn rồi. Ví dụ phép cộng, phép gán chỉ có một thôi. Đấy, phép nhân chỉ có một thôi. Đấy, số 60 đây là cụ thể rồi. Chấm phẩy chỉ có một thôi. Thế các em chú ý là trong trường này có ba cái từ tiếng Anh, đúng không? Ba cái từ tiếng Anh. Đấy, thế nên bây giờ một từ tiếng Anh mà lại cứ cho nó tên riêng rẽ thế này thì nguy hiểm lắm, cho cái bảng chữ của chúng ta nó sẽ khủng khiếp, đúng không? Đấy, trong vì chúng ta đã quy ước là đặt tên biến này khác nhau mà, thế như vậy là để cho nó dịch được thống nhất thì nó sẽ gọi này thành một nhóm, tóm lại cái đó nó thành một nhóm gọi là nhóm tên, đúng không? Nhóm tên. Thế nhưng mà tất nhiên để phân biệt được thì lại cũng phải có cái sự khác nhau, thì người ta gọi là tên 1, tên 2, tên 3. Nhưng mà thực ra nó cùng một cái nhóm tên, cùng một loại nhóm tên. Đấy thì các em thấy là đây trách nhiệm của bộ phân tích từ vựng nó chỉ có như thế thôi. Đấy, đưa chương trình nguồn vào nó tách ra, tách ra, riêng rẽ từng ký hiệu ra, từng ký hiệu ra. Đấy, tất nhiên trong quá trình này nó cũng kiểm tra lỗi, kiểm tra lỗi. À, ví dụ nỗi tất nhiên trong trường này cái bộ phân tích thì các em thấy chức năng của nó quá đơn giản luôn, chỉ có tách ra các từ thôi, thế do vậy nỗi nó phát hiện được là cũng rất là ít, vì rõ ràng cái chỗ này mà viết sai ngữ pháp là nó chịu, vì nhiệm vụ của nó chỉ tách ra các từ thôi, thế nên các từ này ghép nhau theo cú pháp nào là chịu. Đấy, nên chỗ này thực ra nó chỉ để biết được là chúng ta đặt tên có đúng hay không. Ví dụ như tên biến của C thì phải bắt đầu bằng chữ cái và hoặc cái chân, đúng không? Đấy, thì đến nhìn vào đấy nó biết tên chúng ta đặt có đúng không, hoặc là tên thì phải tránh ra cái từ khóa, đấy nó chỉ phát hiện được cái lỗi đơn giản như thế thôi. Thế thì sau khi nó tách được hết các từ này, bắt đầu mới chuyển sang bộ phân tích cú pháp, mới bắt đầu cái nhiệm vụ là cái gì, những cái từ này nó được liên kết với nhau có đúng ngữ pháp hay không, đúng ngữ pháp hay không. Đấy. Thế thì chỗ này cũng giống hệt chúng ta có một show đấy, có một show hôm trước vừa thi cho em, các em thấy là có một cái show là gì, cho chiếc một show thì xem suy dẫn trái nhất nó là gì đấy, suy dẫn phải nhất là gì và dựng cây phân tích của nó ra đấy, đúng không? Thì rõ ràng show chúng ta phải biết đúng cái pháp thì nó mới, trong trường này nếu mà vận dụng vào cái ngôn ngữ hình thức chúng ta vừa thi là show đó có là cái kết quả cuối cùng của suy dẫn xuất phát từ S không, đúng không? Nếu là kết quả của suy dẫn từ S thì sau đấy thì biết đúng cú pháp, đúng không? Chúng ta áp dụng một loạt các sản xuất thì chúng ta suy được cái sâu đó. Thế thì để lấy phân tích cú pháp của nó là xuất phát là từ câu lệnh này, đúng không? Câu lệnh thì bắt đầu với câu lệnh thì xem nó là câu lệnh gì, đúng không? Trong việc này câu lệnh của chúng ta nó dịch câu lệnh cho nó rất nhiều câu lệnh thì trong việc này nó sẽ đoán là đầy cho nó đúng là câu lệnh án này, đúng không? Câu lệnh cái câu lệnh gián thì nó lại theo cú pháp, nó có hết cú pháp, đúng cú pháp của lệnh gián không, cú pháp của lệnh gián chính là gì, tên bằng, đúng không, tên phép gián này, để sau đó là biểu thức, đúng không, đây là phân ra biểu thức cộng, biểu thức cộng của tương nhân. Thực ra sau này các em sẽ học là biểu thức nó tổng quát, thích kiểu gì cũng được, thế còn đây nó để cho nó đơn giản rồi, đơn giản thì BTC chính là biểu thức cộng đấy. Sau kết thúc biểu thức cộng thì này đến chấm phẩy, đúng không? Thế thì đây chúng ta thấy nó phải triển khai tiếp biểu thức cộng. Đấy, biểu thức cộng đây thì chính này là tên cộng biểu thức nhân, đúng không? BTN biểu thức nhân đấy. Biểu thức nhân lại triển khai tiếp. Biểu thức nhân chính là tên ba chính là cái rate, rate nhân với số 60, đúng không? Đấy thì đấy cú phân tích cú pháp như vậy. Ý là chỉ tóm lại cái sâu đấy có dựng được thành cây không? Dựng thành cây chính là suy dẫn được từ S đấy,
S ở đây đóng vai trò chính là câu lệnh đấy. Thế thì đấy là chức năng của phân tích phương pháp. Thì rõ ràng cái này rồi nhìn lại thì hóa ra chúng ta học rồi đúng không, môn tôi mắc nguyên lý chúng ta học rồi, chính là chúng ta tìm cách dựng cây cho cái sâu đó, dựng được cây chúng tạo ra cái sâu đó biết là đúng là ngữ pháp. Thế còn tất nhiên sau này là chúng ta phải chạy chạy thuật toán đấy, nó cũng như chính là cái bài toán thành viên đấy, cho chiếc tập sản xuất ấy, cho chiếc sâu xem sâu đó có sâu con ngữ không, chúng ta phải chạy thuật toán thôi. Còn đây là chúng ta nhìn bằng mắt chúng ta cảm nhận đó. Sau phải chạy thuật toán đấy. Đấy thì sau khi phân tích thấy nó đúng cú pháp rồi thì bắt đầu tức là từ viết đúng rồi này, sau này ghép thành câu cũng đúng rồi, thế thì hoàn toàn là có cơ sở để chúng ta dịch sang ngôn ngữ mới. Thế bắt đầu như thầy nói là nó không ra đích ngay đâu, phải đi qua trung gian đã. Vì ra đích ngay là cái bản đấy chắc chắn chất lượng nó không tốt, không tốt. Và nhìn vào cái đích đấy không một thì biết nó không tốt, nhưng mà lại không biết là cải tiến thế nào, rất là khó cải tiến. Thì nó đi qua trung gian đã, trung gian để cho nó nhìn nó rõ hơn cái chỗ nó không tối ưu, để đó nó tối ưu xong bắt đầu ra mã đích. Thế thì slide nó không đủ dài, bây giờ thầy ngắt thành đôi nhá, bắt đầu mũi tên đi tiếp này, sang cái tiếp theo này. Đấy, mũi tên đi tiếp, tức là sinh mã trung gian, đến vào cái bộ sinh mã trung gian thì nó được cái gì? Cái bộ mã sinh gian nó được cái, đấy, được mấy cái câu lệnh đấy. Tem đấy, viết tắt của temporate thì đến tạm thời đi, biến tạo đấy. Tem 1 này thì bằng inturion. Đấy, cái này dịch ra là cái gì các em? Inturion 60. Em nào có đoán đây chính là từ ghép, theo game nó ghép của cái gì? Em nào đoán được bật máy nói, bật mic thì nói thì xem nào. Đúng rồi, đấy Nguyễn Thanh Long và đúng đấy, đúng. Tên một phải là tên hai à? Ở đây trong Nam có cái ý kiến đấy, cứ để trong nữa nha, để chúng ta xét ra xem thế nào. Đúng rồi, ý là gì? Ý là đầu tiên là ý là cái này nó chỉ thực hiện trên được số thực thôi, đúng không? Cái ngôn ngữ trung gian này chỉ để thực hiện trên phép tính trên số thực thôi. Mà 60 đây vào người ta hiểu là số nguyên rồi. Đấy, trong học si em cũng biết rồi, muốn đổi một số sang số nguyên, từ nguyên sang thực, thực ra chúng ta chỉ cần thêm chấm không một cái này, tự thành số thực này, đúng không? Thế nhưng mà đấy, bên dưới là người ta có đấy, còn trên này thì nó có phải dùng hàm, đúng không? Đấy. Qua cái mã trung gian thì nó có nhược điểm như thế, để đơn giản là nó cứ dùng cái dễ nhất, dùng hàm để nó đổi 60 sang số thực. Đấy, ý là sau này các phép toán nó chỉ thực hiện trên số thực thôi, khác kiểu nó không thực hiện được, nên nó phải đổi sang số thực trước. Thế cái hàm đấy chẳng qua là in tức là số nguyên đấy, in chưa đâu đấy, tu là đến, riêng số thực đấy, đổi từ số nguyên sang số thực, đổi xong rồi đổi sang thực. Để cho cái tem 1, cái tem 3 này, tem 3 thì bằng tên 3 nhân tem 1, tên 3 chính là cái date đấy, đúng không? Rết đây chính là ngành rết, nhân tem 1 chính là 60 đấy, đúng không? Như vậy cái tem 2 này sẽ chứa cái biểu thức nhân đấy, đúng không? Biểu thức nhân chính là rết nhân 60. Thế sau đó này, tem 3 thì bằng tên 2 chính là initial đấy, đúng không? Cộng tem 2, đúng không? Tem 2 chính là rết nhân 60. Đấy, đúng không? Thế sau xong xuôi được hết kết quả rồi thì nó lại chuyển tem 3 vào tên 1. Chuyển tên 3 và tên 1. Tên 1 chính là position đấy, đúng không? Đấy thì các em thấy là rõ ràng đúng rồi, đúng không? Đấy, mã trung gian là như thế đấy. Mã trung gian các em thấy là nó vẫn nhìn rõ phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia và các biến, đúng không? Biến. Thế nhưng mà rõ ràng nhìn vào đây thì nó đơn giản hơn cái trên rồi, đúng không? Đơn giản, tức là nó sinh ra nhiều dòng lệnh nhưng mà trông nó rành mạch hơn cái biểu thức ban đầu.
Thế nhưng mà nó chưa ra được mã đích được. Và nhìn vào đây thì chúng ta thấy là biết ngay nó không tối ưu, đúng không? Thấy nhiều cái nó dườm dà. Thế bắt đầu mình tối ưu mã đi. Đấy, tối ưu mã đây em thấy là gì? Tem 1 nó cho luôn bằng tên 3 nhân 60. Tên 3 là red đấy, nhân 60 và 60 là chấm 0 luôn, đúng không? Chấm 0 luôn thì nó thành số thực luôn, không cần dùng cái hàm into ở trên nữa. Đấy, nó sẽ dùng hàm là chắc chắn tốc độ sẽ chậm này, nó không cần dùng hàm nữa. Thì sau tên 1 nó gán luôn bằng tên 2 cộng tem 1, đúng không? Đấy, em thấy là từ 4 câu lệnh mà tôi yêu cái là chỉ còn 2 câu lệnh thôi. 2 câu lệnh. Đấy, đến đây thì rõ ràng không thể tối ưu hơn được rồi. Thế lúc nó mới sinh mã. Để sinh mã thì các em thấy đây thực ra nó là mã của assembly đấy, đúng không? Đấy, viết bằng ngôn ngữ assembly đấy. Như thầy nói là nếu mà thẳng ra 01 thì chúng ta nhìn 01 thì rất là khó hình dung, toàn 01 rất khó đoán. Còn đây này, nó đổi thành các tên tiếng Anh tương ứng. Một cụm 01 này nó chuyển thành move. Đầu tiên là gì? Move tên 3 vào cái R2. À, nhân tiện chỗ này thầy hỏi các em, theo các em R viết tắt của cái gì? Học rồi đấy, không biết còn nhớ không? Học ở môn môn tin học đại cương chắc thầy nói qua rồi. R viết tắt của cái gì nhỉ? Cửa sổ chat hoặc ai học học phần mic nào? R viết tắt của cái gì? R hoa đó, chúng ta thấy đây có R1, R2. R viết tắt của gì nhỉ? Đúng rồi, đấy, thanh nóng ấy. Nhớ đấy, có thanh ghi, kém nhá, register đấy. Đấy, thanh ghi nó được xem như cái cũng được xem như bộ trong, nhưng mà nó gọi là bộ trong siêu tốc của rất là nhanh, nó là nằm sát bộ xử lý trung tâm luôn. Chỉ là khi các em viết code cần cộng trừ cái gì nó đang để ở RAM, đúng không? Thế sau muốn cộng trừ thật nó phải chuyển vào thanh ghi. Thanh ghi chính là cái nơi để nó thực thi những cái phép tính cộng trừ thật. Đấy, nó phải đưa dữ liệu vào đấy thực hiện xong nó lại được kết quả, nó lại cho quay trở lại của người RAM. Như vậy là để mấy giờ thường nó có hình như 32 thanh ghi hay sao đấy, đúng không? Mỗi thanh ghi nó có chức năng của nó. Thế view bắt đầu đọc nha, sinh mã trung gian đây chúng ta đọc này, move là chuyển đấy, chuyển cái tên 3 tên là red đấy vào thanh ghi 2, chuyển vào thanh ghi 2 này. Sau đó mà măn này, măn đấy là nhân đấy, nhân cái số 60 đấy, chỗ thăng đây muốn nói là đây là đối tượng số, nhân cái số 60 với R2 đấy, R2 thì chính là red nhân 60. Red đang đưa là đợi R2 mà, đúng không? Và các em chú ý là nhân xong thì kết quả nó lại đặt vào R2 nhỉ? Nhân thực hiện các nhân xong nó lại đặt vào R2. Cái sau tiếp theo là gì? Đấy, chuyển cái tên 2 vào thanh ghi R1. Đấy, tên 2 chính là initial, chuyển vào R1. Sau đầu S là cộng cái R2 với R1. Và nguyên tắc lúc nào cũng để vào cái thanh ghi kết quả vào thanh ghi bên phải. Thanh ghi R2 đây như ở trên là đang chứa cái tên 3 của đang chứa kết quả đầu tiên, nó chứa tên 3 thì sau nó lại chứa tên 3 nhân 60, chính là red nhân 60 đấy. Thế sau ở dưới chính là gì? Cộng thanh, tức là cộng red nhân 60 với lại R1. R1 đây chính là đang chứa tên 2 của, tức là cộng với initial đấy. Cộng xong lại để vào R1. R1. Đấy, chỗ này như là thực hiện xong rồi, bây giờ mới chuyển ra RAM này. RAM chính là nhớ cái tên đang để RAM, tên của đang để RAM. Chuyển kết quả cộng được đang để R1 và move vào tên, thế là lại chuyển quay lại của người RAM. Đấy, đây chính là mã sinh mã ở đây, như thầy nói là thực ra nó cũng là mã đích rồi đấy, vì tiếp theo cái bước dịch tiếp theo nó là dịch 1-1 thôi, rất là dễ dịch ra cụm 01 tương ứng, nó dạy 01 tương ứng. Thế mà nhìn câu 1 mà khó hình dung, chúng ta nhìn vào ngôn ngữ assembly thì nó dễ đoán hơn, nó có ký hiệu. Đấy thì các em thấy chỉ bằng một cái biểu thức nhỏ thôi, chúng ta cũng hiểu được cái bản chất của quá trình nó phân tích từ vực thế nào, phân tích cú pháp thế nào, sinh mã thế nào, tối ưu mã thế nào, đúng không?
là sinh mã trung gian thế nào, tối mã trung gian thế nào, và cuối cùng là sinh mã. Tất nhiên đây chúng ta chưa chưa nhìn được cái bộ phân tích ngữ nghĩa, đúng không? Ngữ nghĩa thì nó phải sai chứ, thế nên đây ngữ nghĩa thì nó đúng hết rồi. Thế đến đây thì em thấy bảng ký hiệu thì như thầy nói rồi, bảng ký hiệu tức là nó sẽ tổng hợp hết lại xem là cái chương trình dịch chúng ta dùng những cái đối tượng chúng ta tự đặt tên, bảng ký hiệu nó sẽ nhớ, nó sẽ quản lý tất cả những cái chúng ta đã tự đặt tên thôi. Còn cái gì có của hệ thống thì nó không đưa vào đây. Đấy, chúng ta là đặt ba cái biến đấy, position, initial, merit đấy, nó đưa vào đây. Và đây thực ra vẫn ở mức mô tả đơn giản thôi, còn sau chúng ta sẽ học kỹ về cái bảng ký hiệu, nó rất phức tạp, thầy rất hay. Ví dụ đây là phải phân biệt được là để thấy gì, cái tên này nó thuộc biến này là thuộc hàng, đúng không? Theo là tên này nó thuộc kiểu dữ liệu gì, thuộc kiểu nguyên hay thuộc kiểu thực. Đấy, thì sau này cái chương bảng chúng ta sẽ học kỹ. Đấy thì đây là chỗ này thầy chụp hết rồi giáo trình nha, để sau em về đọc giáo trình cho nó tiện. Tại vì chỗ này người ta gọi là cái hình một năm, ví dụ về một quá trình dịch một biểu thức, đúng không? Và cái này cũng có trong câu hỏi thi lý thuyết đấy, thì là trình bày quá trình dịch biểu thức. Thì các em cứ cứ chép nguyên si cái này cũng được, hoặc các em sáng tác ra cái biểu thức mới cũng được, đúng không? Vì thực ra cái này mà không hiểu không thuộc thì cũng rất là khó nhớ, và cứ viết được cái hình này ra là được điểm tối đa của lý thuyết rồi. Tiếp theo mục 4 là vị trí của chương trình dịch trong hệ thống dịch thực sự. Đấy, thì như vừa rồi là chúng ta chỉ nghiên cứu chương trình dịch về chương trình một cách đơn thuần thôi. Trong thực tế, chương trình dịch thường được dùng trong một cái hệ thống liên hoàn nhiều chức năng, đúng không? Tạo ra một môi trường dịch hoàn chỉnh như cái hình 16 như sau. Đây nha, chương đầu tiên chương trình nguồn nguyên thủy sẽ thông qua cái tiên xử lý. Đấy, chạy qua cái đoạn này xong đến chương trình dịch này. Chương trình dịch nói tóm lại là để đến lúc chúng ta bấm cân đối chín chúng ta chạy được ấy, thì nó phải rất nhiều cái bộ phận khác nó phối hợp vào được thì nó mới thành được. Nào thấy từng mức một, thầy hỏi là thế tôi có thể ví chương trình nguyên thủy chính là chương trình C của chúng ta nha. Chương trình C chúng ta sẽ là chương trình nguyên thủy này. Thế thì theo các em nó đi qua tiền xử lý chính là cái gì? Tiền xử lý để nó xử lý trước cái chương trình C của chúng ta, để nó cũng lại sao vậy, cái chương trình nguồn, chương trình này, nguồn này thực ra vẫn là C. Đấy, thế thì theo các em đoán là thế gì? Cái tiền xử lý đây chính là cái gì? Và thực ra chúng ta học rồi đấy, C chúng ta học rồi. Không biết ai còn nhớ không? Ai còn nhớ phát biểu nào? Chỗ này thì anh nhớ thì thầy tặng điểm nha, chỗ này thì xứng đáng là tặng điểm. À vừa rồi đi trong Nam nói là tên 1 phải là tên 2 chứ, thì thầy thấy có gì mâu thuẫn không nhỉ? Vừa rồi chúng ta thấy các tên người ta đặt thế ổn hết đấy, đúng không? Nào theo các em cái tiền xử lý ở đây chính là cái gì? Áp dụng vào nguồn C thì chúng ta học rồi. Ai nhớ được chỗ này thì tăng nửa điểm nào. Em biết chán được và bật mic lên được. Đi trong Nam học kiểm tra xem có bị lỗi gì hay không, không phải đâu. Cái tiền xử lý ở đây chính là gì?
Đúng rồi, rất chính xác. Đương Trung Hiếu viết, nhưng mà còn thiếu một cái nữa. Include, đúng rồi, còn một cái gì nữa nó cũng tiền xử lý, nó xử lý. Hiếu nghĩ tiếp xem nào, các bạn khác nghĩ tiếp xem nào. Còn một cái nữa nó cũng thuộc chức năng của tiền xử, đúng rồi, chính xác. DeFi, em lưu ý nha. Đấy cho về là Hiếu xứng đáng là chặn nửa điểm đầu tiên nha. Thì chưa có danh sách, sau này thì xem là bảo vệ chuyển cho thầy cái danh sách, thầy hãy ghi tay vào đây đã. Đấy, các em thấy là gì? Include chứ là bao gồm đúng không? Ví dụ include standard.io.h chẳng hạn. Đấy thì thực ra là chỗ đấy là gì, bảo kéo cho tôi cái thư viện này vào đúng không? Thế thì chương trình quyền chúng ta viết thế, thì nó phải chạy qua giai đoạn tiền xử lý. Tiền xử lý tức là gì, nó sẽ lấy đúng cái tệp standard.io.h ấy, nó chèn vào đấy, đúng không? Chèn cả cái thư viện đấy vào. Thế còn DeFi để chúng ta thường định file chúng ta để định nghĩa macro đúng không? Ví dụ là DeFi này max 200 này. Đấy, thì sau này trong chương trình chúng ta cứ chỗ nào chúng ta dùng mắt thì đấy nó hiểu là 200. Đấy, nhưng mà thực ra ấy, khi nó gặp cái kiểu đấy, ví dụ DeFi này mắc 200 này, sau đó trong chương trình chúng ta hiểu là chỗ nào có chữ mắc là 200 là đúng như thế rồi, nhưng mà thực ra là nó chạy qua tiền xử lý thì nó không dùng mắc ở đâu, nó thấy chỗ nào mắc nó điền thẳng 200 mà đấy, để cho nó nhanh, đấy, cho nó thật luôn, để cái tiền xử lý nó làm luôn cái việc đó, nó không dùng mắc đâu, nó chèn thẳng 200 vào. Còn mắc thì chúng ta biết chương trình nguồn, chúng ta tiện theo dõi, tiện chỉnh sửa thôi, đúng không? Đấy, ví dụ muốn tăng 200 lên mắc 200 lên thành 300 thì chúng ta chỉ sửa mỗi cái chỗ mắc 200 thành 300, đúng không? Chúng ta không thể phải vào từng chỗ chúng ta sửa. Đấy, tiện như thế. Thực ra đến lúc chuẩn bị dịch ấy, thì cái tiền xử lý nó làm nhiệm vụ là nó cứ đi nhòm xem cái chỗ nào thấy mắc nó thay thẳng bằng 200, thay thẳng luôn, nó vứt cái định nghĩa mắc đi. Cái nhiệm vụ tiền xử lý như vậy. Do vậy nó vẫn ra chương trình nguồn si, nên chương trình si nó cấu trúc nó khác đi. Trong trường hợp này chắc chắn nó dài ra, đúng không? Vì nó sẽ đưa hết những cái include vào. Chúng ta biết thường có mấy cái include thì nó sẽ đưa code thật của include vào, nó chèn vào đấy. Cái chỗ vị trí nào của include nó chèn chương trình nguồn của cái thư viện đấy vào. Thế xong xuôi thì bắt đầu nó mới dịch, bắt đầu nó mới đưa vào chương trình nó dịch. Rồi nha, trong giai đoạn tiếp theo này. Thế thì chương trình dịch nó dịch, và trong trường hợp này nó dịch ra hợp ngữ các em nha. Thì hợp ngữ chính là các câu lệnh assembly như vừa rồi thầy nói đấy. Hợp ngữ thì nó chưa phải là ngôn ngữ máy, thì nó phải chạy qua cái bộ dịch hợp ngữ, cái gọi là assembler đấy. Cái quá trình dịch ở đây rất là đơn giản, dịch một, không có phải suy nghĩ gì cả. Cứ thấy cái tên tiếng Anh này quy luôn ra một cái cụm có một tương ứng. Thì ở đây là mức đơn giản nhất. Thế sau qua em xử lý bắt đầu nó mới ra được mã máy thật đấy. Mã máy này gọi là định vị lại được, tức là một số vị trí phải định vị lại. Định vị lại ở đây là vì nó phải tải những cái thư viện vào, đúng không? Tải cái thư viện vào. Đấy, tải liên kết này. Thư viện các file đối tượng định vị lại được, tức là chèn vào ấy. Chèn vào thì phải định vị lại. Đấy, kiểu như chỗ này chúng ta này dùng một cái driver nào đó, trình driver nào đó chẳng hạn, thì rõ ràng nó lại phải tải cái thư viện của driver đấy vào, chèn vào đây, đúng không? Chèn vào đây. Đấy, thì sau đó tất cả những cái đó nó cuối cùng nó mới ra được cái mạng máy thực sự. Đấy, thì các em thấy là đấy, ý chỗ này người ta muốn nói là gì? Cái chương trình chúng ta nghiên cứu về chương trình dịch nó chỉ mang tính đơn thuần thôi. Đấy, đây trong cái 5 cái khối này các em thấy đấy, có một khối về nó tô đậm nhất đấy, tính đơn thuần. Còn trong thực tế thì để ra được chương trình đích nó phải kết hợp một cái khối liên hoàn như vậy, nó mới ra được cái mạng máy thực sự. Thế tiếp theo chúng ta xem cái phát triển dự án chương trình dịch. Đây, chỗ này chính là
học xong chúng ta có tham vọng phát triển các dự án chương trình gì thì chúng ta từng bước chúng ta như thế nào được. Thế về mục đích để phát triển dự án chương trình dịch thì chúng ta nhằm tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới, đúng không? Nếu cần thiết, chỗ này gọi là nếu cần thiết thôi, là viết chương trình dịch hoàn chỉnh cho ngôn ngữ này. Đấy, các bước cần tiến hành này. À, tìm hiểu hoặc là thiết kế ngôn ngữ nguồn và đích. Thì rõ ràng dịch thì chúng ta phải tìm hiểu ngôn ngữ nguồn nó là gì, đích nó là gì. Thông thường trọng tâm tìm hiểu hoặc thiết kế chương trình dịch là cấu trúc từ vựng, là ngữ pháp, ngữ nghĩa của chúng, là chúng ta tìm hiểu cái đó. Thực ra nhưng mà cái này thì chúng ta lại học ở môn ngữ Intermediate rồi, chúng ta học rồi. Thế tiếp theo là nếu ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích đã có sẵn. À, chỗ này người ta nói thôi, nếu ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích đã có sẵn thì nhiệm vụ này thì rất là đơn giản đấy. Chúng ta sau này học thực hành thì ngôn ngữ nguồn là cũng có sẵn rồi, cái nhận đích có sẵn rồi. Thì chúng ta nên là nhiệm vụ làm đơn giản thôi. Vì mục tiêu nói là thế nhưng không đặt mục tiêu là chúng ta phải tự sáng tác ra một cái ngôn ngữ mới này, chúng ta lại dịch này, làm thế nó vất vả quá. Do vậy là ngôn ngữ nguồn sau này các em thấy nó cũng có sẵn rồi, ngôn ngữ đích cũng có sẵn rồi. Cái mục đích của nhiệm vụ chúng ta là chỉ viết cái chương trình phân tích từ vực thì viết thế nào, viết phân tích ngữ pháp là thế nào, phân tích ngữ nghĩa thế nào, sinh mã viết thế nào. Đấy, chúng ta thực hành những cái khối như vừa trên đấy. Đấy, nào được thế cũng là quý rồi. Thế sau từ đó thì chúng ta biết về ngôn ngữ hình thức là chúng ta hoàn toàn có thể sinh ra được ngôn ngữ mới. Thế còn bắt chúng ta làm ngôn ngữ mới luôn thì nó khó quá. Thế trong các chương sau chúng ta sẽ nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ nguồn và đích để xây dựng các chức năng xử lý tương ứng, chúng ta xây dựng các khối. Đây chỗ này thì là nỗi copy, nỗi quét một chút. Thế thì giờ này nói này, thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới, đúng không? Làm ngôn ngữ nguồn hay là ngôn ngữ đích ấy, là một công việc có thể nói là tương đối khó khăn, đúng không? Và ít xảy ra hơn so với việc chúng ta viết chương trình dịch. Ít xảy hơn là gì? Thì điều này nó cũng giống như gì? Các ngôn ngữ của con người ấy, thì tương đối ít biến đổi, đúng không? Thường là ít biến đổi. Chúng ta thấy là các từ mới thì nó lấy ví dụ như cái thời buổi bây giờ thì nó ra nhanh hơn, đúng không? Vì công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 thì đúng là các từ mới nó ra nhanh hơn. Nhưng còn cái thời các cụ ngày xưa thì nghĩ là các từ mới nó ra chậm lắm, rồi rất lâu. Và về mặt ngôn ngữ thì này rất lâu mới có ngôn ngữ mới. Đến bây giờ chúng ta thấy là hầu như không có ngôn ngữ mới rồi. Ngôn ngữ tự nhiên mới là chỉ có tập trí, chỉ có mất đi thôi. Ngôn ngữ mới thì không có, chỉ có bổ sung từ thôi. Trong khi đó thì rõ ràng là nhu cầu cần thêm người phiên dịch giữa các ngôn ngữ thế này nhiều. Rất nhiều người đi học ngoại ngữ là như thế. Tất nhiên cũng để mục đích khác, nhưng mà cũng có những mục đích để phiên dịch. Thế tuy nhiên cái việc học và thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới sẽ giúp chúng ta nắm được chúng và hiểu được sâu hơn về chương trình dịch và chương trình dịch nó sẽ hoạt động như thế nào. Thế thì muốn thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới, ta phải xem xét và tự trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất là có nhu cầu thực sự về ngôn ngữ lập trình mới hay không? Thông thường thì có rất ít nhu cầu cần phải tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới. Điều này thường xảy ra trong những cái tình huống như đây, chỗ này như thầy đã nói đấy. Khi chúng ta có một cái vi mạch được sáng chế, và cái vi mạch này có bộ lệnh và thanh ghi khác với những cái chúng ta đã có. Thế nên chúng ta cần phải có một ngôn ngữ lập trình riêng cho nó. Chúng ta thiết kế tập lệnh riêng cho nó để cho nó hiệu quả. Và chúng ta cần phải giải cái bài toán mới và có ý tưởng về ngôn ngữ lập trình riêng cho cái lớp bài toán này. Thế là cái vi mạch này chúng ta phục vụ cái bài lớp bài toán nào. Khi đã có bài toán chúng ta sẽ có ý tưởng ta viết ngôn ngữ riêng cho nó, để cho nó chuyên dụng đấy, cho nó chạy cho nó nhanh. Đến
nhu cầu thứ nhất này, tiếp theo là các ngôn ngữ lập trình đang tồn tại, cái nhu cầu thứ hai, những các ngôn ngữ đang tồn tại thì lại không đáp ứng được cái yêu cầu mới này. Trước khi quyết định ta viết một ngôn ngữ mới thì chúng ta phải thận trọng tìm và xem xét lại tất cả các ngôn ngữ lập trình đang có sẵn, phân tích cái mạnh này, cái dở này của nó đối với nhu cầu của mình. Thì trong rất nhiều trường hợp chúng ta chỉ cần tìm ra hoặc cải tiến một chút thôi, hoặc đơn giản là cắt xén đi các ngôn ngữ đã có là ta có thể có là cái mình cần rồi. Chả dạy gì phải nghĩ từ đầu cả, tận dụng những cái người ta đã có, chúng ta tinh chỉnh, chúng ta quạt chuỗi đi thì nó sẽ nhanh hơn. Kiểu như vẫn hay có câu là chúng ta đứng trên vai những người khổng lồ ấy, chúng ta sẽ làm được nhiều cái nó nhanh và nó hay hơn. Đấy, cái này ví dụ nhá, đây có người ta có ví dụ ở đây. Giáo sư Nick Nowitz ấy, ông này rất nổi tiếng, chính ông này như viết ngôn ngữ Pascal ấy, đó, viết cái chương trình dịch Pascal ấy. Ở trường đại học Zurich thì đã kể lại căn nguyên của việc ông xây dựng một hệ thống dịch Pascal-S như sau này. Ông là sinh viên phải thường xuyên dùng Pascal chạy trên những máy tính lớn vào những năm 1970. Đấy, lúc đấy thì giá chạy máy rất là đắt đỏ, gần như là phải đi thuê đấy. Máy nó ít, máy nó to. Thời gian này giới hạn ngặt nghèo, hệ thống trình dịch Pascal này lớn nên nạp vào rất là lâu, sau chạy thì lại chậm, vừa tốn vừa nhớ nên không cho phép là chạy được một số bài toán. Do đó ông đã quyết định sáng tác ra một ngôn ngữ lập trình mới gọi tên là Pascal F, tắt của subset, một tập con của Pascal này. Thực chất là một phần của ngôn ngữ Pascal này, chỉ bao gồm các câu lệnh hay chạy nhất. Nhờ đó hệ chương trình dịch cho cái Pascal F của ông viết ra đã nhanh hơn và nhỏ gọn đi rất là nhiều, giải quyết được phần lớn các bài toán của ông sinh viên, giúp tiết kiệm được nhiều tiền bạc và lẫn thời gian chạy máy. Đấy, ý là như thế, đúng không? Để sau này các em cần sáng tác ra cái gì để cho nó hợp với bí mật của em là mình cũng trên cơ sở đã, cái đã có cái để nó chạy ra những cái tập lớn để nó gọt rũa đi, ta nhặt những cái chính thôi để nó nhanh hơn thì chúng ta nghĩ từ đầu, đúng không? Vì những ý tưởng hay người ta rất nhiều thời gian người ta mới đưa ra được rồi, tận dụng ý tưởng đó để mình chỉnh sửa lại thì nó sẽ nhanh hơn và thời gian nó còn tối ưu hơn nữa so với mình nghĩ từ đầu. Thế còn nếu buộc phải bắt tay vào thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới, bạn phải đảm bảo được những điều kiện sau đây để có thiết kế tốt này, đáp ứng được nhu cầu mới. Hiển nhiên thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới này phải đáp ứng được các nhu cầu mới do bạn đề ra này. Ngôn ngữ lập trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn chung về ngôn ngữ lập trình, về các công nghệ lập trình như tính đối xứng, tính thống nhất, tính an toàn. Đã có người thiết kế ngôn ngữ cho phép dùng đây, viết kiểu thế này này, ý như thế này là không thống nhất được. Đấy, tiếp theo chỗ này lúc chiều vừa qua thầy chưa biết tiếp được, chỗ này thầy chiếu trực tiếp giáo trình nhá, thầy sau trên rồi đó các em về các em đọc này. Giờ thầy quay lại chia sẻ lại cả màn hình nhá. Để thầy bật, các em nhìn thấy đúng không? Để thầy bật cái bản một cột nhé, bản này nó mờ tí nhưng mà nó có một cột thì đỡ phải chuyển màn hình. Đây đến chỗ này đây, đúng không? Đấy, chỗ này là đây, người ta nói đi. Đây là một sự viêm nghiêm trọng về tính nhất quán, đúng không?
Để chỗ này thì thầy nghĩ nó cũng không khó đâu. Thế thì em đọc nhé. Đọc. Để thử xem chỗ nào nói thì dừng lại một chút. Để chúng ta thấy là gì phần phần A là tìm hiểu. Các bước tiến hành đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu thiết kế ngôn ngữ nguồn và mục đích. Để cho đến phần B thì chúng ta thiết kế và viết chương trình dịch này. Có vài phương án khác nhau để phát triển một chương trình dịch. Cách đơn giản nhất là tìm và sửa lại một hoặc nhiều chương trình đã có, như này vừa nói đấy, đúng. Đã có sẵn sao cho đáp ứng được các mục tiêu yêu cầu mới của chúng ta. Đúng. Nếu không có sẵn các chương trình dịch thích hợp ý, thì ta mới buộc phải xây dựng toàn bộ. Để xây dựng toàn bộ này có hai phương pháp. Tự xây dựng lấy các thành phần rồi ráp lại với nhau, hoặc dùng các chương trình dịch dùng các chương trình tự sinh chương trình dịch. Đấy, các em chú ý là bây giờ người ta cũng đã có những cái bộ tool để tự sinh chương trình dịch rồi, tạo ra một số thành phần cho chúng ta viết thêm các thành phần còn thiếu rồi ghép lại với nhau. Chúng ta chỉ vào những cái thông số ấy, nó tự sinh code cho chúng ta. Đó, cái này thì cũng nhiều những cái ứng dụng nó cũng như thế rồi. Chúng ta chỉ mô tả đặc tả đây, sau đó nó tự sinh code chúng ta. Thế thì nội dung cái phần thực hành của giáo trình này là hướng dẫn chúng ta học và viết từng thành phần một, sau đó lắp ghép lại chúng với nhau thành một chương trình hoàn chỉnh. Đấy, như vậy nói qua thì chúng ta sẽ cứ xong cái chương nào, ví dụ cho sau chúng ta xong cái chương phân tích từ vựng là thầy sẽ dạy luôn cái phần thực hành xây dựng cái chương trình phân tích từ vựng, thử nó chạy luôn. Thế thì nó sẽ dễ dùng hơn, chúng ta cứ học xong hết lý thuyết chúng ta mới thực hành thì sẽ rất là khó nhớ. Tìm hiểu lý thuyết và cấu trúc từng bộ phận của một chương trình vừa giúp ta có khả năng tự xây dựng được một chương trình hoàn chỉnh từ các thành phần của nó, đồng thời cho phép chúng ta tìm hiểu một cách tìm hiểu các cách thiết kế một ngôn ngữ lập trình như thế nào để có thể xây dựng được chương trình cho nó. Thế này là từ cái học chương trình thì chúng ta cũng suy ngược lại là chúng ta phải thiết kế ngôn ngữ lập trình thế nào. Chúng ta thiết kế không cẩn thận là chúng ta là không viết được chương trình cho nó. Để ngoài ra nhờ việc nắm được cách thiết kế một ngôn ngữ và hiểu được cặn kẽ các thành phần của một chương trình, ta có thể viết được mô tả về một ngôn ngữ lập trình cho chương trình sinh chương trình. Đấy, ý là chỗ này là khi chúng ta đã hiểu cặn kẽ đấy thì chúng ta tiến thêm một bước nữa là gì? Đấy, chúng ta lại có thể viết được những cái chương trình để sinh ra chương trình dịch. Đấy, mức này là cái mức cao hơn. Và giám sát nó tạo ra các chương trình dịch thích hợp. Các bộ phận cần tìm hiểu chính là các bộ phận trong sơ đồ cấu trúc tính. Cái sơ đồ thầy vừa giới thiệu trên đấy. Trong giáo trình này chúng ta không nghiên cứu khối chức năng tối ưu mã. Đấy, các em thấy là cái giáo trình của Đại học Công nghệ mà người ta cũng không dám đặt vấn đề nghiên cứu cái khối tối ưu mã. Vì thực ra nghe đã thấy khó rồi đúng không các em? Thế là bây giờ chúng ta này phải viết chương trình để xem nó đọc cái mã trung gian này nó biết chỗ nào không tối ưu được. Và khi biết không tối ưu rồi thì nó lại viết nó đi. Thì rõ ràng nghe đã thấy khó rồi. Do vậy người ta không đặt vấn đề là nghiên cứu cái khối chức năng tối ưu mã. Nó tính phức tạp và nhiều khi không cần thiết của nó. Không cần thiết đây theo nghĩa là nếu chúng ta viết những cái chương trình dịch cho ngôn ngữ nhỏ ấy, thì hầu hết là dịch nó đã tối ưu rồi, không cần thiết lắm đâu. Thì chỉ những cái chương trình nó rất là phức tạp, rất là lớn thôi thì nó mới hay sinh ra không tối ưu. Thế thì cụ thể chúng ta sẽ nghiên cứu các khối sau này, phân tích từ vựng này, như thầy nói chức năng của nó rồi, phân tích cụ pháp này, phân tích định nghĩa này, sinh mã trung gian này, sinh mã đích này, quản lý bảng ký hiệu, xử lý lỗi này, xây dựng môi trường phát triển chương trình dịch này, kiểm tra bảo trì chương trình dịch này. Thế như thầy nói là những cái khối này thì do là người ta học cường độ cao và học trong 60 tiết, thế do vậy là chúng
ta cũng không thể học đủ hết những cái này đâu, thầy giới thiệu cho em những cái chính thôi. Và cố gắng là đã học khối nào là hiểu hiểu cái khối đó, sau đó còn thời gian thì các em có thể tự tìm hiểu thêm. Đấy, đến chỗ này bắt đầu với cuối cùng bên này, vì sao ta học cần học môn này đây. Đấy, chắc là nó dài quá nên người ta không không đưa lên đầu rồi. Đúng ra cái này phải đưa lên đầu giới thiệu môn học. Môn học này sẽ giúp chúng ta nắm vững các nguyên lý của ngôn ngữ lập trình và công cụ quan trọng của các nhà tin học, chính là chương trình dịch, hiểu sâu từng ngôn ngữ lập trình, nắm được các điểm mạnh, điểm kém của từng ngôn ngữ, nhất là về phương diện chương trình dịch. Từ đó chúng ta biết cách chọn các ngôn ngữ phù hợp cho dự án của mình, ít lựa chọn chương trình thích hợp. Đấy, chỗ này thì ta viết cũng hơi cổ rồi đúng không? Duo scan thì giờ thì sang trái chọn này đúng không? Hiểu kỹ hơn các lựa chọn của chương trình dịch. Các em thấy chương trình nó chính là cái môi trường chúng ta phát triển chương trình đấy, có rất nhiều các lựa chọn trong đó. Các chương trình thường hiện đại thì có rất nhiều lựa chọn. Việc hiểu cặn kẽ bản chất các lựa chọn giúp ta làm chủ tốt hơn các công cụ này, phân biệt rạch ròi các công cụ do chương trình thực hiện với công việc của chương trình ứng dụng chúng ta thực hiện. Đấy là chúng ta sẽ hiểu rõ là cái phần nào là chương trình thực hiện, phần nào là chúng ta thực hiện rồi. Đấy kiểu như cho chúng ta include đấy đúng không? Include rồi define đấy, chúng ta sẽ biết là cái gì, chương trình chúng ta thực hiện ở đâu đến đâu rồi. Include define thực ra lại chương trình dịch nó lại giúp chúng ta cái này đó. Thì từ đó chúng ta có thể tối ưu được chương trình. Đây là các ví dụ này đúng không? Thế thì có các bài tập đây thì về các em thử đọc xem sao. Thế thì chương 1 thì nó cũng thầy không ra bài tập gì cả, chương này thì nó cũng không có gì cả. Thế thầy nói qua về chương sau thì chúng ta sẽ nói về sự được về ngôn thưởng thức, thì rất may cái này thì chúng ta đã học rồi. Rồi. Thế thì thầy sẽ điểm qua xem có cái gì nó khác này. Thì cái này nó cũng như môn ngôn ngữ automat của Nguyễn Thứ ấy, mấy cái chương đầu nó rất là dễ, nó không khó gì cả, càng ngày nó sẽ càng khó. Nhưng mà cái sau thì này tận dụng cái kiến thức nền của ngày trước, các em chú ý là theo dõi ngay từ những cái chương đầu. Đây zoom cho key đây, nâng cấp zoom key đây, đây hình ảnh trong zoom key đây, trong chuẩn zoom key hôm trước chúng ta học đây, đây phải nhầm đây. Phần lớp này, phần lớp có ngôn ngữ chuồng kỳ đây. Ở đây cũng văn phạm và phi cảnh ô tô mát đẩy xuống này. Các sô đồ là chuyển. Đấy, còn cái phần sau đây thì các em về đọc nhé, thì cái này nó cũng không có gì khó cả. Thầy chuyển cho các em cả hai bản, một cột hai cột ở trên cái mục duyệt đấy, đúng không? À, cái thư mục đấy, thư mục tệp đấy, các em ở đây trên đấy các em đọc trước nhé. Thế thì sau thầy vẫn gửi cái slide cho các em, slide thì thực ra tóm tắt lại thôi, dễ theo dõi thôi, cái còn đầy đủ để các em đọc về cái bản giáo trình. Rồi, có game nào mà hỏi gì không? Đấy, giờ còn có 65 bạn này. Game nào mà bỏ về sớm thì bỏ về
không xin phép thì em coi là nghỉ học đấy nhá, chú ý là về thì có lý do đặc biệt thì em đi ra ra khỏi nha, chứ không cứ nghĩ là điểm danh rồi là thầy tính đâu, thầy kiểm tra đến lúc cuối mà không thể có mặt ở đây mà không xin phép thì vẫn coi là nghỉ học đấy. Ở đây anh ấy trong Nam gửi thầy danh sách cho vào đây. Em thưa thầy, thầy đang vẫn đang tắt mic của thầy đấy ạ. Đúng rồi, thầy quên mất vì lúc đấy tải cái danh sách vào nó lấy ao ra thì để vào lại. Đi nên thầy nhắc lại này. Thầy tạo cái kênh thảo luận ấy, mọi sự thảo luận chúng ta vào cái kênh thảo luận nhá, còn cái kênh gia lần kênh chung ấy thì thầy chỉ thông báo thầy có biểu những cái chính của lớp thôi để cho nó đỡ bị rối. Thế thì đây trong Nam gửi cho thầy cái danh sách lớp, nhưng mà thầy để ở đây thầy vừa thử tải cái nó này ao ra ngay, thầy phải vừa bỏ lại. Thì đây trong Nam gửi lại cho thầy danh sách lớp và cái kênh thảo luận đi để cho thầy in ra nhé. Để giáo trình thì hai bản một cột hai cột thầy đưa vào mục tệp rồi đấy, để các em vào đấy các em ra xem. Đọc trước chương 2 nhé, buổi xong ta sẽ học chương 2. Được rồi nhé, nếu không ai hỏi gì thì buổi học chúng ta kết thúc ở đây nhé. Thầy chào cả lớp nhé. Thầy chào các em. Thầy chào các em nhé. Rồi thì kết thúc cuộc họp mà sẽ ngắt ngay nha. Chào cả lớp nha.